Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2021 Phật lịch 2565 môn học tương ưng bộ Samyut Thanh Nikaya bài 8 kinh Kakutha Kakutha Sút Tăng không sống với phản ứng tâm lý chương 2 tương ưng thiên tử phẩm cấp cô độc do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn và đạo tràng chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ tam bạch. Chúng con hành kinh đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến điểm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc thành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Và cảm ơn việc kính tri ân đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Bài học hôm nay môn học tương ưng bộ Samyut Thanh Nikaya bài 8 kinh Kakutha Kakutha Sút Tăng không sống với phản ứng tâm lý. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài trị siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến ngài. Namo Bổn Thầy Già. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính thưa quý vị, một lần nữa khi chúng ta đọc cái bài kinh này thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong cuộc sống của phàm phu chúng ta, để chúng ta sống với những phản ứng tâm lý. Được thì vui, mất thì buồn. Mà hễ có vui thì có buồn. Buồn rồi, khi có thì chúng ta lại vui. Cứ như vậy cái cuộc sống của chúng ta với cái sự phản ứng tâm lý mà không bao giờ chúng ta thật sự sống được an lạc, được hạnh phúc. Đọc cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy cái cách sống của các bậc giải thoát như là Đức Phật chẳng hạn, thì đời sống của các ngài chính vì không vui không buồn, ngài vượt qua khỏi cái sự vui buồn nên ngài mới sống được tự tại. Câu trả lời của Đức Phật
Khi mà thiên tử Cukuta hỏi Đức Phật, Ngài có hoan hỷ không? Ngài có vui không? Thì Đức Phật Ngài nói, ta được gì mà vui? Nếu bị Thư Sơ Môn, có phải là Ngài buồn không? Ngài nói, ta mất gì mà buồn? Rồi khi hỏi vậy thì Ngài không vui không buồn à? Đức Phật nói, đúng thật là như vậy. Sau đó là những cái bài kệ đối đáp. Những cái bài kinh như thế này đã tạo chúng ta có một cái sự hứng thú với cái sự đối đáp mà dường như là chỉ là cái sự đối đáp vui tai, nhưng mà thực ra thì đã nói lên cái tính chất của cái đời sống một bậc giải thoát vượt qua ngoài cái vui buồn. Chúng ta cần phải học theo cách đó để chúng ta thật sự có cái cuộc sống tự tại, an lạc. Hôm nay trong cái bài học này, chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Pháp Tân, vị giáo sư trong ngày hôm nay, trình bày rộng rãi ý nghĩa với những dẫn chứng. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tự Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Châu Phan. Kinh Cakkutha. Cakkutha Sút Tăng. Không sống với phản ứng tâm lý. Chương 2, tương ưng thiên tử phẩm cấp cô độc. Nói chính xác thì phiền muộn và vui thích là hai phản ứng tâm lý trái ngược, nhưng lại luôn có mặt như cặp bài trùng, giống như quả lắc đồng hồ, nếu qua bên này thì sẽ qua bên kia. Có vui thích thì ắt phải có buồn phiền, vì đã đó là lẽ tự nhiên. Điều này còn nổi lên bản chất bị động của tâm thiếu tu tập. Sự tu tập càng kiên cố thì những vui buồn càng tế nhị và đi đến trạng thái xả niệm thanh tịnh. Vị thiên tử trong bài kinh này vốn không có khả năng hiểu Đức Phật và cũng không thấu đạt hiện tượng phản ứng của tâm lý. Trong câu trả lời của Đức cũng nói lên sự vượt thoát đối với cảm thọ và sự pha trộn tất nhiên của khổ vui. Một điều mà phàm phu rất khó nhận thức. Kinh văn: Tôi nghe như vậy. Một thời Thế Tôn ở Sa-ta, rừng Anh-cha-na, tại vườn Nai, rồi thiên tử Cô-cú-tha. Sau khi đêm đã gần mãn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn khu rừng Anh-cha-na, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, rồi đứng một bên thiên tử Cakkutha. Bạch Thế Tôn: Thưa Sa Môn, Ngài có hoan hỷ không? Ta được cái gì, này hiền giả, mà ta hoan hỷ? Nếu vậy, thưa Sa Môn, có phải Ngài sầu muộn? Ta mòn mỏi cái gì, này hiền giả, mà ta sầu muộn? Vậy thời, thưa Sa Môn, Ngài không hoan hỷ và không sầu muộn. Thật vậy, này hiền giả, làm sao, này tỳ kheo, Ngài không có sầu muộn? Tuy vậy,
ngài cũng không có được sự hoan hỷ. Làm sao này ngài đại, làm sao nay ngài lại ngồi cô độc một mình, không có được hoan hỷ, cũng không bị dao động. Bản hiệu đính: mong ngài không muộn, mong ngài không vui thích, mong ngài ngồi một mình không buồn phiền chi phối. Thật sự này dạ sao, ta không có sầu muộn, tuy vậy ở nơi ta hoan hỷ không khởi lên. Dầu nãy ta có ngồi riêng một mình cô độc, ta không có hoan hỷ, cũng không bị dao động. Bản hiệu đính: ta thật sự không buồn, cũng không vui dạ so, khi ta ngồi một mình không buồn phiền chi phối. Làm sao này tỷ kheo, ngài không có sầu muộn, làm sao ở nơi ngài hoan hỷ không khởi lên. Làm sao nay ngài lại ngồi cô độc một mình, không có được hoan hỷ, cũng không bị dao động. Bạn hiểu đính: cách nào ngài không buồn mà cũng không vui thích, làm sao ngồi một mình không buồn phiền chi phối. Hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn chỉ có đến người với người tâm hoan hỷ. Do vậy vị tỳ kheo không hoan hỷ sầu muộn, vậy nên này hiền giả, ông phải biết như vậy. Bạn hiểu đính: có vui ắt có sầu, có sầu bởi có vui, người tu không vui buồn, người nên hiểu như vậy. Đã lâu con mới thấy Bà La Môn tịch tịnh, vị tỳ kheo không sầu, cũng không có hoan hỷ, đã an toàn vượt khỏi trộn người đời đắm say. Bạn hiểu đính: lâu rồi con mới gặp bậc phạm chí tịch tịnh, bậc tu không vui buồn, bậc vượt ái ở đời. Tích văn: các chi toàn anakho bích khu, mong là tỳ kheo không phiền muộn. Các chi nan đi na quyết cha ti, mong là sự vui thích không tìm thấy nơi ngài. Các chi tăng e ca ma si năng, mong khi ngài ngồi một mình. Arati na phi kỳ rách tì tí, sự không vừa ý không chi phối. Anakho về a hằng giác khá, ta thật sự không phiền muộn này dạ so. A thờ nành đi na quyết chát tí, sự vui thích cũng không tìm thấy ở ta. A thờ măng e ca ma si năng, khi ta ngồi một mình. Arati na phi kỳ ra tì tí, chẳng có sự không hài lòng chi phối. Ca thằng còn anago bích khúc, hỏi bậc tu hành làm sao ngài không phiền muộn. Ca nành đi na quyết chát tí, làm thế nào sự vui thích cũng không tìm thấy nơi ngài. Ca thằng tăng e ca sa e ca ma si năng, thế nào là ngồi một mình. Arati na phi kỳ ra tì, anati na phi kỳ ra tì tí, chẳng có sự không hài lòng chi phối. Akhacha ta sa về nành đi, vui thích sanh từ phiền muộn. Nành đi cha ta sa về a khăng, phiền muộn sanh vui thích, phiền muộn sanh từ vui thích. Anandi anakho kikhu, người tu cũng không cũng chẳng buồn rầu. E quan cha na hi a vu so ti, hỡi hiền giả hãy biết về ta như vậy. Chi ra sẵn quát tát ba sa mi, từ lão con mới gặp Ramanang Barinip, Barinip Bu Tăng, bậc phạm chí địch nghiêng. Anandin Anagan Phích Khum, bậc tu hành không sợ muộn, không vui thích. Tinh Năng Lô Kê Quý Sát
Tích canh tích đã vượt qua ái chấp ở đời. Thích nghĩa, những chữ thích khú, tỳ kheo, samana, samon, samana, phạm trí đều chỉ cho những bậc tu hành trong cách nói chung chung, mặc dù tùy ngữ cảnh mang ý nghĩa sai biệt. Bạch văn ở đây mang tính cách nhấn mạnh cương vị của một người tu hành đối với phản ứng tâm lý vui buồn. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiểu đính và biên soạn giáo trình Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hài. Dạ, dạ sư có nghe được âm thanh của con kính dâng bích đến sư ạ. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, con kính lễ Thượng Tọa Tế Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh. À, đại đức Tuệ Tri, đại đức Tuệ Đức Sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào ý bà mấy cô tu viện tu nữ thần trợ Phật tử. Thì bữa hôm nay thì mình học tiếp trong cái tăng chi tương ưng bộ kinh về phẩm tương ưng cấp cô độc và cái vị chư thiên các cú thá xuất tăng và cái vị chư thiên các cú thá này ở trong cái bài kinh này. Thì chúng ta thấy rằng thật sự đó thì bản thân ở trong đời đó thì chúng ta thấy xưa và nay đó thì tất cả chúng sanh đó thật sự đó họ không có thể nào sống một mình được. Vì chúng ta thấy ở đời đó nghĩa là mà những cái cảm thọ nó lôi kéo con người. Nên chúng ta thấy mùa dịch mà người ta bị không cho họ đi đó, họ bị rất là nhiều cái sang chấn tâm lý. Vì họ thường sống ở chỗ làm thì họ kiếm tiền, rồi họ phải có chỗ ăn xài, những cái quán xá, những ba vũ trường, những nhạc hội. Thì chúng ta thấy xưa và nay cũng vậy quý vị. Và mình thấy ở trong cung đình vua chúa cũng vậy. Vua chúa giờ nào vua chúa làm việc thì ngoài cái giờ đó thì vua chúa họ cũng hưởng thụ những ca sang múa hát, địch đờn, địch này cái nọ, rồi đủ thứ chuyện vui thú trong dục lạc. Chứ không có thể nào mà họ có thể sống một mình được. Chúng ta thấy rằng cho đến Phật tử chúng ta cũng vậy. Chỉ có khi nào chúng ta hiểu được là dạy của Đức Phật, chúng ta thấy được cái sự vui buồn đó là những cái trạng thái tiêu tốn. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày dạy trong cái bài kinh lễ bái lục phương đó, thì chúng ta thấy rằng la cà định đám hí diện đó, ta tiêu tan tài sản, tiêu tốn thời gian, rồi bệnh tật sanh khởi. Và chúng ta cái tâm chúng ta rộn ràng. Chúng ta tìm chỗ này có đại nhạc hội, có những nhân vật ca sĩ vũ đoàn như thế này thế kia đó, thì chúng ta cứ đi tìm hoài trên cái mặt đó. Chỉ có trừ khi nào đó chúng ta hiểu được cái những điều đó nó không có mang lại cái lợi ích. Chúng ta thấy như là những cái đoàn công tử đi với những người vũ nữ đó, thì chính là những người vũ nữ đó họ đi mua vui nhưng mà họ lại lấy hết những cái tài sản của những vị hoàng tử, mà chúng ta thấy ba vị hoàng thân trong đoàn Phách Đa đó. Thì Đức Phật ngày dạy đó nghĩa là phải biết đi tìm mình, bởi vì những khi nào đi tìm mình đó, mình mới thật sự là an lạc. Mình tìm được cái tâm của mình đó quý vị, mình tìm được cái tâm của mình thì coi tại sao nó vui rồi tại sao nó buồn. Chúng ta thì thường thường chúng ta không có tỉnh thức nên chúng ta không có thể nào tìm được vấn đề này. Đức Phật ngày dạy chúng ta phải tìm, mà tìm là sao? Chúng ta ngồi yên để chúng ta theo dõi cái tâm của chúng ta, coi cái tâm chúng ta nó rộn ràng mức độ nào, và chúng ta phải biết chế ngự nó, và chúng ta cũng quán thấy những cái nỗi khổ đau của nó. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng chúng sanh ở cõi dục, mà cõi dục đó đa số nặng về dục đó, là chúng ta biết tái sanh ở cõi dục là nặng về dục. Nặng về dục có nghĩa là sắc dục đối với mắt. Mắt chúng ta thì thích thinh dục là mũi ngửi mùi, hoặc là tai nghe những cái âm thanh nhạc, những cái cầm kỳ, những cái nhạc
kịch nghệ rồi này kia nọ, chúng ta cứ bị cuốn hút vào đó. Rồi cái khí hay vị hay là ăn uống rồi xúc chạm thì cái nọ, chúng ta nặng nề cái đó nên chúng ta sanh nó cõi dục. Thì cũng như vậy, dù vị chư thiên này đó, cũng là chư thiên dục giới thôi, là những vị chư thiên này cũng bị dục nó khuấy động, mà dục nó đai nghiến, dục nó hành hạ, dục nó sanh khởi và nó làm cho sầu khổ. Chính vì điểm đó, đó nên Đức Phật nói rằng một cái người mà khi hiểu được cái nguồn gốc mình tái sanh vào cõi dục mà do cái tham ái cõi dục mà mình sanh vào cõi dục, và cái cõi dục đó, đó thì nó có bốn cõi khổ, bảy cõi vui, cho biết rằng nếu mà chúng ta làm được những cái thiện nghiệp, những cái thiện nghiệp bố thí hay trì giới nó rất là dễ làm, nhưng mà cái thiện nghiệp mà tu thiền là một cái thiện nghiệp cao cấp. Bởi vì chúng ta thấy tu thiền chúng mới chứng cái thiền sắc giới hoặc là sắc giới, tu thiền mà nó chứng đắc được thiền quán đạo quả. Chứ còn nếu mà nói về cái tâm thiện mà làm việc bố thí hay trì giới hay là cung kính phục vụ hồi hướng phước tùy hỷ phước thì nó dễ. Nhưng mà những cái tâm mà làm việc như là thuyết pháp hay thính pháp hay là tu thiền là một cái điều rất là khó. Và cái điều khó nữa là cải chánh tri kiến. Chúng ta thấy trong đời này chúng ta cần có cái gì, và cái gì là cái cao nhất, cái gì là cần nhất, cái gì làm chúng ta bớt đi sầu muộn, chính là chúng ta phải biết sống một mình. Vì chúng ta biết rằng đối với chúng sanh đó, tại sao mà cũng như quý vị nghe Đức Phật này dạy trong bài Kinh Thiên Sứ, bài Kinh Hiền Ngu, tại sao người ta chết, người ta rơi vào địa ngục nó nhiều như là cái số lông con bò, cái số người sanh lại làm người làm chữ thiên ít như là cái lông, cái sừng con bò. Tại sao vậy? Vì cái số, trong cái số rất nhiều đó, đó có một số ít đó là họ biết làm thiện. Bởi chúng ta thấy ở đời đó, làm thiện là cực kỳ khó quý vị. Nên nhiều khi dù quý vị thấy cũng như Việt Nam mà cái các nghệ sĩ đi làm từ thiện đó, thì cũng kêu gọi bạn bè của mình trong nước, ngoài nước, họ ái mộ những cái đó, họ đi làm từ thiện. Nhưng mà đi làm từ thiện như vậy đó, thì mình giúp đời như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó, cái việc mà thị phi đó rất là nhiều quý vị. Cái sự phiền lòng đối với chúng ta rất là nhiều. Nên chúng ta cũng hiểu như vậy. Chúng ta cũng hiểu như vậy và chúng ta cũng thấy được như vậy. Và chúng ta mới biết rằng đó, thật sự ở đời đó, người ta chỉ ăn uống thụ hưởng. Còn cái việc mà làm thiện như bố thí đó, đối với họ cũng là cực kỳ có. Nên bình thường quý vị thấy trong kinh Đức Phật thì cũng mô tả đó. Nên nếu mà chúng ta chưa có lòng tin đó, chúng ta đừng có nói tới bố thí. Bố thí giống như lóc thịt chúng ta vậy. Chúng ta không có thể nào cho người ta lóc thịt mình được. Quý vị nghĩ rằng một câu người Đức Phật nói rằng người đời đó họ bố thí khó lắm, giống như là lóc thịt họ vậy. Trừ khi nào họ biết nghe pháp, họ biết tu tập đó, thì họ mới thấy rằng cái sự bố thí là cái sự cao thượng. Chứ còn đối với họ đó, cái bố thí là cũng khó đối với họ. Nhưng mà đối với những người mà họ biết chế ngự tâm mình đó, thì họ thấy rằng cái tham ái là cái trở ngại cho con đường tu tập. Bởi chúng ta cũng thấy đó, ví dụ nhà một người nào giàu quá đó, thì họ lo giữ của, họ lo thu tiền, lo chi tiền, lo sắp xếp công việc đó, đầu tư kinh doanh, nên họ mệt nhòa rồi họ không có thể nào tu tập được cái gì. Nên thường thường ở đời quý vị thấy những người hạnh phúc đó, họ cũng rất là khó tu tập. Hạnh phúc mà họ không biết đó thì họ bị cột trói. Nên thường thường quý vị thấy cái hạnh phúc là vị ngọt quý vị, đó là những cảm thọ lạc thọ, những cảm thọ hỷ thọ, những cái cảm thọ này nó có khuynh hướng của tham tùy biên, nên nó chìm đắm ở trong đó quý vị. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều người đó, khi mà họ làm ăn không được, họ đi đến chùa, họ gặp cái chuyện thất bại, họ đi vô chùa, họ gặp sự ruồng bỏ của người này người kia, họ buồn, họ thất tình, họ đi vô chùa. Họ đi vô chùa rồi có thể là nhiều khi họ ngồi họ yên tĩnh chút xíu, rồi họ gặp được chư tăng thuyết pháp cho họ, họ mới tỉnh ngộ, họ mới bình tâm từ từ. Nhưng mà nhiều khi đó, nếu họ về trở lại đó, họ làm mà công ăn việc làm của họ thuận lợi đó, kinh doanh thuận lợi, rồi những cái tiệm thuận lợi đó. Nên đó, nhiều khi quý vị thấy có nhiều người đó, họ đi qua Mỹ, mới đầu hai tay trắng thôi, họ làm được cái nhà, rồi họ làm để dành mua cái nhà thứ hai, mua cái nhà thứ ba, mua cái nhà thứ tư, thì cho người ta mướn để lấy tiền. Rồi họ cứ quanh quẩn như vậy mấy chục năm trời, họ sống rồi họ làm được mấy cái nhà như vậy, nhưng mà họ chưa từng đi ra khỏi cái tiểu bang đó. Là tại sao vậy? Tại sao mà họ không đi được? Tại vì họ bị cột trói cái sự kiếm tiền và cái sự đầu tư tiền.
Nên thường thường quý vị thấy ở trong chùa Chư Tăng cũng cũng gặp những người như vậy rất là nhiều quý vị. Có nhiều khi họ buồn phiền cái gì đó, họ cần đó, họ đi vào chùa. Nhưng mà lúc họ làm ăn được đó, thì họ bị cái vị ngọt đó, của sự thành công nó cột trói họ. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, và chúng ta cũng biết Chư Thiên họ cũng vậy thôi quý vị. Chư Thiên họ cũng bị cột trói. Tại thường thường quý vị thấy rằng cũng giống như bây giờ một cái người nào mà có một cái người vợ đẹp hay là có một đứa con này cái nọ, thì họ luôn luôn họ để ý con của họ, để ý vợ của họ, mà họ cũng rất là nhiều ghen tuông quý vị, rất là nhiều sự ghen tuông. Nên chính vì vậy đó, nhiều khi chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc nó có cái vị ngọt, nhưng mà nó cũng có nhiều cái đau khổ trong đó. Và trừ khi nào chúng ta hiểu được, chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta mới tập xả bỏ, hoặc là chúng ta tập sắp xếp công việc để chúng ta biết được cái gì là quan trọng. Bởi thường thường quý vị biết là con người chúng ta đó rất là phũ phàng với cái phước của mình. Nên tại sao mình chết đi mà rơi vào đọa xứ nhiều như cái lông con bò, mà sanh về cõi người cõi trời nó ít như cái sừng con bò. Thì thường thường chúng ta biết rằng mình được sanh làm người đó phải do tâm thiện. Và tâm thiện đó là tâm gì? Tâm thiện nó như là bố thí không? Bây giờ mình phải có Chư Tăng hay có người để mình đối được đối tượng để mình bố thí. Rồi trì giới là mình phải thọ 5 giới hay 8 giới. Rồi tu thiền đó, mình cũng phải có Chư Tăng dạy cho mình tu thiền. Rồi cung kính cũng phải có đối tượng là Tam Bảo hay là những người đáng cho mình cung kính. Rồi phục vụ cũng có chủ cho Tam Bảo là phước nhiều nhất. Còn ở trong đời, trong nhà mình á, chồng vợ qua lo qua lại chỉ là cái sự sống trong gia đình thôi. Chứ còn mình phục vụ để có phước đó, là mình phục vụ gọi với tính cách là hy sinh, giống như người bố thí vậy đó, bố thí công của. Rồi chúng ta thấy như là thính pháp hay là thuyết pháp, hay là hồi hướng phước, tùy hỷ phước. Hồi hướng phước là mình phải có phước để mình hồi hướng, tùy hỷ phước là mình thấy người ta làm việc lành, rồi mình sửa đổi tư tưởng. Thì trong cái tâm thiện nó có 10 cái việc thiện này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đời đó, người ta không có làm thiện đâu quý vị. Quý vị nhìn qua đời đó, luôn cả Chư Thiên họ hưởng thụ những dục lạc, họ làm sao mà. Nên quý vị nghe cái bốn cái bị mà Chư Thiên xuống giữ giới đó, ở cõi trời không có giữ giới bắt quan trai được, mà phải xuống tới cái giường thượng quyển của vua cõi nhân loại đó yên tĩnh mới giữ giới được. Còn ở trên cõi trời đó thì người ta đờn hát, người ta múa vũ tối ngày trước mặt mình, làm sao mà mình có thể giữ giới được. Bởi vì quý vị mà học đó, quý vị hiểu rằng nhé, cái cảnh lớn đó, là tâm đó, nó có động lực, nó có na cảnh. Và cảnh lớn là gì? Cảnh sắc rất là lớn, ví dụ cái đối tượng rất là đẹp, thì cái tâm mình nó dao động rất là kinh khủng. Chúng ta thấy cũng vốn vị thiên tử mà nhìn thấy nàng thiên nữ Rohini á, một vị thì nói rằng giống như là trống sắp trận vậy đó, trống mà quýnh liên hồi lúc mà hai bên sắp trận á. Rồi một vị nói rằng như nước trên thác á, trên cao đổ xuống vậy, nó đổ cuồn cuộn. Rồi một người nói rằng tâm á, giống như lông gà mà gặp lửa nó quéo lại. Một người thì nói giống như như là trống sắp trận, như là cờ trên đỉnh tháp đó. Quý vị biết cái tháp cao nó có cái ngọn cờ đó, thì cái ngọn cờ nó phất liên tục luôn. Thì các vị thiên tử đó nói với Thiên Chủ Đế Thích đó, là tâm bị rúng động như vậy, tâm rúng động mà diễn đạt như vậy. Đức Trời Đế Thích nói rằng nếu mà ta không được nàng Rohini này, ta sẽ chết liền. Nên Tứ Đại Thiên Vương phải nhường thiên nữ Rohini cho Thiên Chủ Đế Thích. Mình nói câu này không phải là mình chê bai, không phải. Nói như vậy để mình biết cái tâm mình nó gặp cảnh rất lớn, nó rung động đến mức độ bốn vị diễn tả gặp nàng này là cái nàng thiên nữ Rohini quá đẹp đó. Bốn vị diễn đạt bốn cái cách tâm nó rung động đến mức độ như vậy, như là ngọn cờ, như là trống sắp trận, như là nước đổ từ trên cao đổ xuống, như là lông gà đưa vào lực quéo lại, là tâm tư con bị cuốn hút về cái đối tượng nó cũng như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái cảnh lớn á, bởi vì cái tâm chúng ta có cảnh lớn thì nó sẽ có động lực, hoặc là có na cảnh, hoặc là cái cảnh rất lớn. Thì quý vị biết rằng ngũ song thức là mắt của chúng ta là một trong năm đôi thức đó. Ngũ song thức, khai ngũ môn, rồi ngũ song thức là một trong năm đôi thức đó, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đó. Rồi tiếp thâu cái cảnh ngũ đó, rồi quan sát cảnh ngũ đó, rồi đoán định là tâm khai ý môn, là việc đoán định, rồi cái ta động lực liền. Động lực này là tâm tham. Nếu mà cái cảnh này là cảnh rất lớn, rất tốt, và cái cảnh rất lớn mà nghịch trở lại là cái cảnh mà làm cho mình bực bội khó chịu, như là người thù triền kiếp mình gặp được, hoặc là mình nghe cái tiếng người đó
hoặc là một cái vật thực nào đó mình ăn uống, mình bị trúng độc một lần, bây giờ mình thấy mình tự mình sợ hãi, thì cái tâm sân nó nổi lên. Thì khi mà chúng ta hiểu cái cảnh lớn nhé, nó tác động cái tâm mình nó mạnh như vậy đó, nên người ở cõi dục là luôn bị những cái sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục nó tác động cái tâm mình rất là kinh khủng. Chính vì như vậy nên tâm bị rung động rất là kinh khủng. Chỉ có khi nào mình tập có chánh niệm, mình niệm thấy, thấy để thấy đây là mắt, đây là cảnh sắc, đây là nhãn thức, đây là ánh sáng, đây là tác ý, thì tâm nhãn thức sanh khởi, mà nó là những cái điều kiện, những cái điều kiện sanh lên chứ không phải là ta. Nếu bây giờ cái đối tượng này mà bây giờ ban đêm mà có một người đẹp mình cũng không thấy được, và không thấy được thì mình không biết được là đẹp. Chỉ có khi nào mình thấy do cái ánh sáng, do cái điều kiện của con mắt tốt, do cái cảnh sắc đó có ánh sáng rọi vào cái đối tượng đó, rồi mình tác ý đến, rồi mình nhìn mình thấy đẹp. Chứ thật sự đó quý vị biết, lúc nào mình đau khổ đó, có một người đẹp đó, thì cái tâm mình nó lại khác quý vị. Nhưng mà lúc mà mình không có đau khổ, mình đang hạnh phúc đó, mình gặp một cái người đẹp đó, thì cái tâm mình rung động rất là mạnh quý vị. Thì cũng vậy, nên cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì mình học được A Thì Đà, mình biết rằng năm cái cảnh này nó trở thành lộ lớn, lộ rất lớn đó, vì nó là cái cảnh cực lớn, cảnh cực tốt, cực đại, nên cái tâm mình nó phải sanh khởi thôi. Ví dụ bây giờ một cái người mà thích ăn sầu riêng đó quý vị, mình đang ngủ như vậy nè, mà ai mà đem sầu riêng về, tự nhiên mình nghe cái mùi sầu riêng, tự nhiên mình giật dậy liền, giật dậy liền, vì cái mùi sầu riêng là cái gì mình thích đó. Nên bây giờ mình nghe cái cảnh khí đó, mà tâm mình đang hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp rúng động, kiếp dứt dòng, rồi khai môn, ngủ sống tức, tiếp câu, thẩm tấn, đón định, rồi đẳng lực liền, thúc đẩy mình ngồi dậy liền, đi khưa sầu riêng rồi, muốn nằm xuống thì nằm nữa. Thì quý vị hiểu rằng nhé, những cái cảnh sắc thinh cái gì nó mạnh, nó tác động, và tất cả chúng sanh cõi dục cũng vậy quý vị, trừ khi nào là những bậc thánh thôi quý vị. Những bậc thánh biết chế ngự các cái giác quan, hoặc là một người đang tu thiền, vị hành giả đang hành thiền quán, luôn luôn lúc nào cũng có chánh niệm tỉnh giác. Nên Đức Phật này ví dụ trong kinh Trung Bộ giống như một cái chảo đó, luôn luôn lúc nào cũng đút lửa vô cái chảo nó nóng, thì thỉnh thoảng một vài cái giọt nước nó rớt xuống, cũng nói như là một vài cái tham thì biên đó, nó sanh khởi thì nó sẽ tan biến mau. Một vài cái tâm tham đó, động lực tham sanh khởi thì nó tan biến mau, do mình có cái phawana tu tập đó, thì giống như là một cái chảo được đút củi và nó cháy liên tục, làm cái chảo nó khô, và thỉnh thoảng một vài giọt nước rớt xuống nó tan biến rất là mau. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái giọt nước tan biến là Đức Phật nói rằng những cái tham sân tan biến rất là mau với một người có tu tập như vậy. Nhưng mà giờ chúng ta thấy rằng, chúng ta cứ thấy đi, Phật tử bao nhiêu ngàn người đi chùa, nhưng mà có bao nhiêu người giữ giới, bao nhiêu người giới đó, có bao nhiêu người ngồi nghe pháp, rồi có bao nhiêu người ngồi pháp, rồi có bao nhiêu người hành thiền, rồi có bao nhiêu người ngồi hành thiền và cố gắng hành thiền, và đạt được thiền hoặc là đạt được đạo quả, nó giống như là một cái sự so sánh cực kỳ nhỏ, cực kỳ hiếm đối với mình nói là một người có sự tu tập. Nên nó không lạ gì cái vị chư thiên này hỏi là ngài có buồn hay là có hoan hỷ hay là có sầu não gì không. Đời thường thường là họ bị những cái tham sân si đó, thì chúng ta gọi là 12 tâm bất thiện đó, nó chi phối rất là mạnh. Nên thường thường mình dùng cái từ dục, phối, phược, bộc lưu, tùy miên, phiền não, rồi tìm thùy được. Dùng nhiều cái từ như vậy, nhưng mà thật sự ra cũng chỉ cho 12 tâm bất thiện và 14 sở hữu bất thiện thôi. Và với cái mãnh lực đó, mãnh lực ít nhiều, hoặc là thâm căn cố hữu. Nên thường thường quý vị thấy một người tham lâu thành nết, sân lâu thành nết, si lâu thành nết, tà kiến lâu thành nết. Có nghĩa là người đó giống như cái đúc bần mà đi ngâm vào nước muối hay là nước mắm vậy đó. Cái đúc bần đó không có thể nào dễ cái gì mà rửa bần đó cho nó ra khỏi hết cái mùi nước mắm quý vị. Cũng như vậy á, tâm chúng ta mà bị những cái dục tham, những cái tham tùy miên, sân tùy miên, hôn trầm, giả dược tùy miên, hoặc là trảo hối, hoặc là tham dục tùy biên, nó mạnh quá rồi, nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên không dễ gì mà chúng ta phải chế ngự được nó. Chúng ta phải hiểu được lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta tập ngồi yên một mình, tập ngồi yên một mình để theo dõi hơi thở ra vô, chúng ta làm cho định niệm mạnh lên. Cũng như giống như quý vị thấy Đức Phật này nói rằng chúng ta giống như con bò quan vậy đó. Con bò quan này bây giờ muốn huấn luyện nó làm sao,
mà phải đóng một cái cây cọc mà sâu xuống đất, rồi cái đầu nó xỏ cái lỗ mũi nó cột dẫn nó tới cái cây cột, cột lại cột vô cái cây cột đó, rồi nó muốn nhảy vô rừng á, nhưng mà nó bị cái lỗ mũi nó bị cột dính lại đó, nó giật, nó làm đủ thứ hết đó, nó lồng lộn nó, nhưng mà thời gian sau tự nhiên nó bình thản trở lại. Nó bình thản trở lại được, bắt đầu cái người chủ đó mới tập cho nó kéo khúc gỗ, lấy khúc gỗ để lên cái lưng cái cổ đó. Nên quý vị thấy những cái người mà họ huấn luyện bò tơ đó, là không có phải là mình móc cái đồ cài vô mình cài ở đâu, chỉ lấy cái ắc á, cái ắc bò đó là mang vô cái cổ nó, cho nó đi không vậy đó, nó đi cho quen trên cái cổ nó, rồi như vậy đó mới tập đó, cho nó kéo chiếc xe không, rồi từ từ nó mới kéo cài được. Chứ còn không có phải con bò nào mà chúng ta cũng đem nó vô mà chúng ta kéo cày nó kéo được đâu quý vị, nó không bao giờ đâu. Con bò nó như thế nào á, luyện tập con bò như thế nào á, thì chúng ta luyện tập cái tâm mình cũng vậy như vậy. Bây giờ mình tập thế giới, ngồi đó mình nghe pháp, mình tập từ chút vậy đó, mình mới tập tu thiền được. Nên bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng một cái người mà ngồi nghe pháp vậy mà không có nghe pháp á, thì đừng nói cái người đó tu thiền quý vị. Thật sự đó quý vị, mình ngồi nghe pháp như vậy đó, mình chỉ chú tâm nghe pháp thôi, để cho tâm mình nó sanh khởi trong cái thiện nghiệp thôi. Chứ còn mình tu thiền á, là mình lắng động cái tâm mình nhiều hơn nữa, nó cực kỳ khó nữa. Giống như con bò nó quang, nó bây giờ đóng cái cọc nó rồi cột cái lỗ mũi nó lại, nó lồng lộn rồi từ từ nó im, từ từ rồi bắt đầu mới lấy cái ác để lên cái cổ nó, rồi từ từ lâu ngày cho nó quen từ từ. Cũng như vậy đó quý vị. Nếu mà quý vị biết Phật tử chúng ta mà ở trong cái đạo tràng này mà ngồi nghe pháp hoặc là muốn tu tập như vậy đó, chúng ta phải nói là cái mãnh lực tâm chúng ta rất là điêu luyện rồi. Chúng ta đã quân tập cái tâm của chúng ta rất là lâu rồi. Và chúng ta cũng thấm tháp rồi. Thấm tháp nghĩa là thấm tháp cái đường tương giao, thấm tháp cái sự tu tập đó, cái nghĩa là nghe nhiều rồi. Bây giờ ít nhiều gì mình cũng thấm rồi, bây giờ mình phải huấn luyện được cái tâm của mình là như vậy, ít nhiều mình phải huấn luyện nó. Tại vì mình nghe lâu rồi, bây giờ cái tâm của mình nó có một chút thuần tịnh để mình ngồi yên, mình tu tập, mình thiền, hoặc là mình đi vào những cái trường thiền để giữ khóa thiền 10 ngày hoặc là 1 tháng này, hay là 3 tháng kia nữa. Chứ thật sự những người mà họ chưa biết đó mà kêu họ vô, họ nói họ điên quý vị. Nên thường thường có nhiều khi quý vị thấy cũng như ông Cốc Cô Độc, ông vụ công tử Cana đó, con vô chùa con thọ giới đi cho 100 tiền vàng. Thì vô chùa thọ giới thọ chứ để kiếm chỗ ngủ thì về lấy 100 đồng thôi. Nhưng mà ông cha ông nói con nghe pháp, cha cho con 1000 đồng, ráng ngồi nghe pháp thôi chứ, ráng ngồi nghe để nhớ 4 câu: nhớ trước quên sau, quên sau nhớ trước quên sau. Bị cái tâm tham nó thúc đẩy muốn lấy 1000 đồng tiền vàng đứng lên thì nó quên đi, rồi bắt đầu suy nghĩ cái lòng tham nó làm cho mình không nhớ được, làm cho mình không tập trung được. Thôi bây giờ mình ngồi mình nghe yên đi. Nghe như vậy đắc được đạo quả. Thì quý vị biết là một vị công tử Ta Lá đó đủ khả năng để đắc đạo quả của Đồ Vườn, còn bị những cái lòng tham nó còn thúc đẩy, nó còn làm đảo điên như vậy. Thì huống hồ gì chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Nên khi mà chúng ta mà tập ngồi nghe pháp đó, tập ngồi nghe pháp, và chúng ta mỗi lần ngồi nghe pháp chúng ta yên tĩnh đó, đừng meo, đừng móc cái này, đừng kéo cái kia, đừng nhiều khi ngồi nghe pháp mà vuốt lông chó lông mèo đồ, hay là ngồi mà lất xất, sư trưởng ông cũng rầy, ông nói tâm dễ phóng vật quá mà sao ngồi tu thiền được. Cái người tu thiền là phải tập cho mình ngồi yên, mình ngồi nghe pháp là mình phải ngồi yên để mình nghe pháp, chứ mình cứ xéo cái này xéo cái kia thì cái tâm nào mà xéo cái này, tâm nào xéo cái kia. Bởi vì chúng tôi nói thân biểu tri và khẩu biểu tri đó, ví dụ mình ngồi mình nghe pháp lâu lâu kêu tóc 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 con chó tới, thì mình tóc tóc con chó là cái tâm nào tóc con chó nó tới. Như vậy là cái tâm mình phóng dật rồi, mình mới ngồi nghe không chịu tập trung nghe mà kêu con chó tới, rồi vuốt lông con mèo, rồi vuốt cái mình con chó. Như vậy thì cái thân biểu tri mình là bị cái tâm nào nó xúi dục mình rồi, chứ đâu phải là mình nghe pháp đâu. Mình nghe pháp là cái tâm mình tập trung nghe pháp, còn mình bị chi phối như vậy đó, là mình thấy rằng cái tâm mình đã bị loạn động bởi cái thân biểu tri, khẩu biểu tri. Như vậy thì mình biết là cái tâm mình chưa yên tĩnh. Nếu mình ngồi tu thiền thì mình sẽ rất là khó tu quý vị. Ngồi tu thiền là mình thấy yên tĩnh, mình để tâm mình theo dõi được một hơi thở hay là được một nào đó mình theo dõi được,
Chứ còn mình có thân biểu tri hay khẩu biểu tri khác đó, là cái tâm mình nó sai khiến, mình nhìn ra chỗ này, mình quắc quắc cái kia, rồi mình nói cái nọ, mình vuốt vuốt con chó hay con mèo, thì cái tâm mình đã phân chia ra rồi, tâm mình bị chi phối rồi. Thì chúng ta biết rằng thật sự là một cái sự tu tập đó là một cái sự tích lũy rất là nhiều những cái kinh nghiệm, và cũng thấy được nhiều cái hiểm họa, nên cái tâm của mình mới chịu tu, chứ không phải là dễ tu đâu quý vị. Thật sự là cực kỳ khó tu. Giống như con bò hoang mà bây giờ huấn luyện nó để nó chịu đi cày ruộng là cực kỳ khó. Cực kỳ khó, nó qua nhiều cái giai đoạn lắm, chứ nó không phải bình thường như mình tưởng. Thì cũng như vậy, cái vị thiên tử này đó, vì sống với cái tâm của mình như vậy nên đâu có hiểu được Đức Phật, không hiểu được những vị sa môn, bà la môn, những vị thánh đã chế ngự phiền não rồi. Ví dụ chúng ta thấy vị thánh Tu Đà Quần đã diệt trừ được 4 tâm tham rồi, không còn ưa thích và không còn phạm 5 giới nữa, không còn phạm ngũ nghịch đại tội nữa. Thì cái chuyện đó là một cái chuyện cực kỳ khó, hơn thiên chủ đế thích, hơn trời phạm thiên vương, hơn vua chuyển thiên thánh vương. Vì những cái vị đó chết còn bị đọa, vị thánh Tu Đà Quần không có đọa. Tại vì 4 tâm tham hợp tà, tâm si hoài nghi đó, hoài nghi Phật Pháp tăng nhân quả là không còn nữa. Và những cái tà kiến ngũ quẩn không có nữa. Những cái sự tu tập và chấp trì những cái giới tập tu tập sai lầm nó không có nữa. Nên vị này thẳng tiến tới Niết Bàn. Nhưng mà muốn đạt được cái lãnh vực này là một cái sự kỳ công quý vị. Bởi quý vị thấy mình tu qua cái những cái tuệ như là Yếm Ô tuệ, Kinh Hải tuệ, Quả Quạng tuệ, rồi Dục Thoát tuệ, rồi Chuyển Tộc tuệ, Hành Xả tuệ, rồi Chuyển tuệ đó. Từ Hành Xả tuệ là cái tuệ cao nhất của phàm nhân, đến Chuyển Tộc tuệ, rồi Đạo tuệ, Quả tuệ, đó là vị thánh Tu Đà Quần. Như vậy chúng ta biết rằng, hay là mình nói rằng về thất tịnh như là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, rồi đoạn nghi tịnh, rồi đạo phi đạo, chi kiến tịnh, là mình tu tập lúc nào đó cái tâm mình yên tịnh, nó có những cái ấn chứng. Nó có ấn chứng trong cái phỉ lạc, trong cái thiền chứng đó, nó làm cho mình ưa thích. Nên bình thường quý vị thấy, nếu một người tu tập đó, mình thấy mình tu lạc hoài đó, mình ngồi mình tu, mình thấy lạc hoài đó, coi chừng, mình có thể khó đắc đạo quả. Tại vì đắc đạo quả là phải thấy được tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Chứ không phải mình ngồi mà nếu mình được lạc hoài, nó chỉ là, thường thường chúng ta hay nghe nó là hiện tại lạc trú thôi, chứ chưa phải là đoạn giảm. Trừ khi nào mình thấy được cái vô thường đó, là thấy được những cái cảm giác lạc thọ nó cũng chỉ là vô thường thôi. Còn nếu một người mà họ ngồi tu thiền mà họ thấy lạc thọ, hoặc là họ thấy mình có phỉ lạc, có quan hỷ, có ánh sáng, có niệm bệ, có cho đến dù là có thần thông đi, mình có thấy được như là ngã nút phá, thấy được chúng sanh như vậy thì cũng không đạt được đạo quả quý vị. Trừ khi nào mình thấy vô thường, cái pháp này do mình yên tĩnh nó sanh khởi, nhưng mà lúc trước nó không có, bây giờ nó có, nhưng mà nó là do cái sự yên tĩnh của mình nó sanh ra những cái phỉ lạc này thôi, chứ nó không phải là để đoạn trừ phiền não. Mình phải thấy được vô thường của danh sắc, của tâm đó quý vị. Những cái tâm tương ưng với lạc thọ đó, mình cũng hiểu nó có vị ngọt, có nguy hiểm. Vị ngọt mình đạt được thiền định, nó nguy hiểm là nó bị hoại thiền. Hoại thiền hay là thần thông cũng vậy, quý vị thấy đẹp đa có ngũ thông đó, nhưng mà rồi làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng rồi bị hoại thiền. Thì chúng ta hiểu rằng để mà cái tâm nó không có phản ứng nó rất là khó, tại vì những cái hỷ lạc làm cho mình đam mê trong đó. Nhưng mà hãy mà cái hỷ lạc nó không còn thì nó sẽ lại gì, nó hoại thiền thì nó trở lại cái như cũ thôi. Như cũ thôi. Quý vị nghe cũng như là ngày Ca-sa-pa, ngày có người đệ tử đó đắc được thiền định, rồi phỉ lạc trong cái đề mục đó, rồi sau này tới nhà công chúa của mình đó, làm thợ bạc, thấy cái màu bạc sáng chói cũng thích thú, rồi quần tục trở về làm thợ bạc. Nhưng mà khi mà làm thợ bạc như vậy đó thì là cái tâm nó là sanh khởi hưởng thụ những cái dục lạc, rồi đi làm những cái việc trộm cướp, rồi bị vua bắt, vua chuẩn bị đi giết. Thì gặp ngài Ca Sa Bá, cái người tử tù này được dẫn ra pháp trường, gặp ngài Ca Sa Bá thì ngài thấy người đệ tử, ngài mới nhắc lại ngày xưa đã tu, bây giờ hãy hướng đến cái đề mục đó. Thì trên cái đường đi đó, vị đó cũng hướng tâm cho đến khi mà cột lên cái cột trụ để chặt đầu đó, vị đó cũng định tĩnh rồi rất đắc thiền. Vị đó không còn sợ hãi dù là cái
cái người đao phủ thủ đó dùng con dao rất là ghê sợ, mặc đồ rất là ghê sợ, nhưng mà vị này tâm vẫn thản nhiên. Tâm vẫn thản nhiên thì cái sự kỳ lạ này đó được trình với đức vua Vasenadi, và đức vua biết được, đức vua thả, đức vua thấy là người này chắc chắn là có một cái hiện tượng nào đó, cũng đặc biệt là đệ tử của Đức Phật, thành đã thả vị này đi xuất gia tu trở lại, rồi sau này vị này đắc quả A-la-hán. Thì quý vị thấy rằng cái phỉ lạc á, nếu mình ngồi mình thiền mà mình cứ ngồi như vậy mà không thấy được cái vô thường của danh sắc á, thì mình cũng không thể nào đắc được đạo quả. Mình phải thấy được vô thường của danh sắc, mình thấy những cái trạng thái của danh là những cái trạng thái tâm của mình nó tụ trong những cái đề mục, nó có tầm tứ hỷ lạc xả định đi, ly dục đi, nó chỉ là những cái dục lạc do mình lúc trước mình chưa tu thì mình đòi ăn đòi uống, mình đi coi phim nghe nhạc, rồi bây giờ thì mình tu được rồi, mình không có đi nghe nhạc, không coi phim, không thích ăn đồ ngon, ly những cái dục đó thôi, nhưng mà đâu phải là mình chứng đắc đạo quả đâu. Chỉ tạm thời do cái tâm của mình nó có cái phỉ lạc này, cái phỉ lạc thiền nó đặc biệt hơn cái phỉ lạc dục lạc, nên mình tạm thời mình gọi là ly dục, ly dục đó thôi. Như vậy đến khi nào đó quý vị biết rằng mình phải thấy được cái sự vô thường của tâm mình kìa. Những cái trạng thái này cũng chỉ là do mình ngồi mà nó sanh khởi thôi, do cái tâm định mình nó có thôi, chứ nó cũng không phải là cái cứu cánh nữa, nó không phải là đoạn giảm, nó chỉ là hiện tại lạc trú thôi. Những cái hiện tại lạc trú này nó có 10 cái tùy phiền não, luôn cả chúng ta ngồi mình có ánh sáng đi, để có ánh sáng chiếu xung quanh người chúng ta, cái ánh sáng nó cũng chỉ là do cái tâm định của chúng ta nó có những cái định tư cũ nó phát ra những cái ánh sáng đó thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không phải dễ gì mà đạt được cái trạng thái tâm mà không có vui buồn của vị. Tại vì những người mà đạt được cái trạng thái tâm không có vui buồn á, là muốn nói lên là cái người kiểm soát được tâm rồi, đó là những vị thánh rồi. Những vị đó không còn bị những cái phiền não bất thiện chết được tâm nữa quý vị, không còn. Nên những vị như Đức Phật hay là Phật toàn giác độc giác các vị thánh, những vị đó có cái khả năng vì triệt tiêu được một số phiền não, nên các cái pháp đối với các vị đó có một cái đặc thù, vì những cái phiền não không còn dày xéo cái tâm tư của người đó nữa. Còn ngược lại thì chúng ta thấy rằng phàm phu của tất cả chúng sanh không ai mà thoát khỏi cái sự dày xéo của dục lạc hết á. Cái sự bất tội nguyện, cái sự mà bực dọc và trước những cái nghịch cảnh mình muốn mà nó không được quý vị. Thường thường quý vị giống như là nói cái đồng hồ á, nó đẩy qua đây là tham mà nó nhả bên kia là sân vậy đó. Chứ nó không có đứng yên được. Bởi vì chúng ta có động lực là 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Nó làm việc động lực trong những cái lộ của ngũ môn mà bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta cứ học rồi chúng ta sẽ nhìn thấy người đời đó, họ đi nhậu nhẹ, rồi họ quýnh lộn, chửi lộn, rồi họ đâm chém, rồi họ nhiều chuyện, rồi họ mèo mỡ, rồi họ ngoại tình, rồi họ đủ thứ chuyện hết. Rồi họ chạy đi tìm những cái gì để cường dương tráng kiện đồ, họ ăn uống, họ chạy với mệt mỏi luôn quý vị, họ thấy khổ sở, rồi họ bị người ta lừa gạt họ nữa. Thì chúng ta thấy rằng những cái người ham muốn cái đó người ta mới lừa gạt mình thôi, chứ còn nếu mà người không có ham muốn thì đâu có bị những cái điều lừa gạt được. Thành ra chúng ta thấy rằng cái đời muôn vàng cái đau khổ cho những người giống như cái quả lắc bên đây thì nó lắc qua bên kia, thì nó không thể nào đứng yên được. Tâm của mình đó, thì nó luôn luôn là những cái phản ứng ngược ngạo qua lại hoài như vậy thôi, tham sân hoài, si mê thôi. Chỉ có khi nào mình có cái động lực thiện đó, mình biết tu thiền, biết giữ giới đó, mình biết biết bố thí, thì lúc bây giờ cái tâm thiện đó nó làm cho mình bình an. Cái tâm thiện đó làm cho mình bình an. Vì cái thuộc tính thiện như là vô tham, vô sân, hành xả đó, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, vô thân, vô tâm, tịnh thân, tịnh tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Thì những cái trạng thái của cái thiện tâm này nó làm cho mình tạm thời bình ổn. Vì chúng ta cũng biết là Đức Phật nó có 5 loại đoạn trừ. Chúng ta có thiện để đoạn trừ bất thiện. Còn đời thì người ta có nhiều bất thiện như vậy. Nên chúng ta giữ giới cũng là thiện để đoạn trừ bất thiện. Chúng ta bố thí cũng là thiện để đoạn trừ bất thiện. Chúng ta tu thiền cũng là thiện để đoạn trừ bất thiện. Nhưng mà chúng ta hiểu tu thiền là chúng ta sẽ là người phàm phu hữu phần.
Vì thường thường chúng ta thấy có 13 tâm tác của tam nhân đó, là 9 tâm đại quả và 4 tâm quả hợp trí. Là 13 thứ tâm này đó là tục sinh cho người tam nhân. Và nếu người tam nhân có thiền á, là thiền sắc và thiền vô sắc, thì người này sẽ chứng đắc được, nếu mà chuyển qua thiền quán thì đắc được đạo quả, nên sẽ có 40 động lực siêu thế sanh khởi cho tam nhân. Như vậy thì rõ ràng á, Đức Phật nói rất là rõ ràng, nếu mà chúng ta là người lạc nhị nhân hay là người khổ hay là người lạc vô nhân đó, thì những cái người đó là người phàm phu vô phần quý vị. Bởi vì khi mà học về người đó, chia ra 12 hạng người, 4 người đạo có 4 sát na thôi, còn lại 8 hạng người hiện hữu trong đời này, 4 hạng phàm phu và 4 bậc thánh, hoặc là 7 bậc, 8 bậc thánh, thì có 7 bậc thánh hữu học, 1 bậc thánh a la hán quả là vô học. Phàm phu thì có phàm phu vô phần và phàm phu hữu phần. Thì chia ra như vậy để chúng ta hiểu rằng cái sự chia rẽ của diệu pháp cũng giống như mình nói rằng bao nhiêu ngàn người trên đời này nó là Phật tử, thì có bao nhiêu người đến chùa để giữ giới, bao nhiêu người đi giữ giới đó, có bao nhiêu người đi tu thiền, rồi có bao nhiêu người tu thiền như vậy đó, thì họ duy trì được tu thiền. Bởi chúng ta tu thiền mà để đạt được thiền, chúng ta phải duy trì tu thiền, chứ đâu phải là tu ngạn bữa đâu, hay là tu khóa thiền, hai khóa thiền là coi như là mình đạt được đâu, nghĩa cực kỳ khó. Mình làm sao cho tâm mình ngay thẳng, làm cho cái định niệm liên tục. Nên trong quý vị nghe trong những cái bài kinh đại niệm xứ đó, Đức Phật nói rằng đi đứng nằm ngồi. Bởi vì đi đứng thì cũng là sắc thân biểu tri, khẩu biểu tri. Mà mình phải có chánh niệm, đó là có tâm thiện. Bởi vì chúng ta thấy tính niệm là những cái sở hữu tình hảo. Tính niệm tàm quý vô tham vô sân thành xã, tình thân tịnh tâm. Như vậy á, là những cái sở hữu này đó là nó làm cho thân tịnh tâm tịnh. Sở hữu tịnh á, là tâm tịnh. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng cái tính niệm á, là Đức Phật này muốn nói là lúc nào chúng ta phải chánh niệm á. Cho đến ăn uống, đại tiện, tiểu tiện, nằm ngủ, đi đứng, nằm ngồi, co tay, duỗi tay, mang y, mang bát, đi tới, đi lui. Lúc ngủ lúc thức gì đó mình cũng phải chánh niệm hết. Mình ngủ mình cũng chánh niệm cho đến lúc mình ngủ luôn, rồi mình thức dậy mình phải chánh niệm để mình hành trì. Như vậy thì quý vị thấy một cái người mà muốn tu thiền tiếp tứ niệm xứ như vậy đó, thì họ phải có chánh niệm liên tục, chứ không có thể nào mà không thể nào cái chánh niệm của họ gián đoạn mà có thể là họ là người hành tứ niệm xứ đâu quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy một cái việc tu tập đó, để đạt được đó, thì các bậc thánh và các bậc thánh hữu học đó, thì cũng đạt được một phần. Như vậy đó, nên những vị đó mới không có bị sầu muộn. Nếu mà vị đó không có ai tới đó, vị đó hiện tại lạc trú là cái tâm có thể an trú và thiền được. Bởi vì những vị mà họ chuyên tu thiền rồi thì không có người đó, họ trụ vào thiền rất là dễ quý vị. Điều này Đức Phật ngày thường dạy đó, ngày thường an trú vào cái an trú không của bậc thánh đó. Có nghĩa là một sự an trú cao cấp của các bậc thánh, hay là các ngài nhập diệt thọ tưởng định hay nhập thiền quả. Nên thường thường chúng ta thấy nếu mà nói đến bậc thánh hay là nói đến người đắc thiền, họ nhập thiền, hoặc là những người đắc đạo quả đó, họ nhập thiền quả. Còn kẻ phàm phu thì không thể nào nói nhập được quý vị. Phàm phu thì bị sắc thinh khí dị xúc nó cảnh rất lớn chi phối tâm chạy theo dục lạc. Nên chúng tôi nói cái gì cảnh lớn là gì, quý vị có thấy một người tới vũ trường, tới quán bar thì biết bao nhiêu người tới, rồi biết bao nhiêu những gì mà họ làm cho người ta ta tới. Nên thường thường người ta muốn tới đó thì quý vị thấy ở chỗ đó có cái gì hấp dẫn người nam, để người nam đến đó thì có phải có người nữ, có những người nữ thì có những cái món rượu, có những cái sự giỡn cười, có những cái sự thu hút để cho người ta tới như vậy. Thì quý vị biết rằng cũng như thường thường chúng tôi hay nói một người xì ke ma túy thì không phải cái tiệm xì ke ma túy nó cột mình, nhưng mà chính cái tâm tham mình. Một cái tiệm rượu cũng không phải là người bắt rượu kêu công an hay ai tới bắt mình, nhưng mà tâm mình muốn uống mình đi tới thôi. Xì ke ma túy, rượu chè, nhạc hội rồi đó đều là tâm của mình nó thúc đẩy mình đi thôi quý vị. Chứ hoàn toàn ở đó không có người nào bắt mình đi hết, nhưng mà mình hiểu rằng mình tại sao mình đi, tại vì cái tâm của mình đối với cái lạc thọ hay cái khổ họ đó, mình buồn bực đó, mình muốn ở trong phòng yên vậy, chứ mình
ở yên chút xíu rồi mình lại muốn tìm cái lạc thọ của gì. Chứ còn không thể nào mình bị thất vọng, hay là mình bị thất tình, hay là mình bị hết tiền, hay là mình bị án tù này kia nọ, người ta bắt giam mình mới ngồi yên đó thôi. Chứ còn nếu mà thả mình ra thì mình đi kiếm những cái chỗ nào đó. Bởi cái xả thọ là chúng ta biết là nó có vô minh tùy biên, còn cái lạc thọ nó có tham tùy biên, cái khổ thọ nó có cái sân tùy biên. Đức Phật thì nó có khuynh hướng tùy biên ở trong đó. Như vậy thì tâm chúng sanh mà để thoát khỏi tham sân si cực kỳ khó. Mình biết như vậy, mình làm trật lên trật xuống, cũng như chư tăng tu tập quý vị thấy tu mấy chục năm vậy. Nhưng mà để đạt được thiền định đạo quả là cần phải tu mấy chục đời như vậy, chứ không phải là một đời. Thì cũng như mình nói rằng mình có 1 tỷ đồng đó, mình phải làm một ngày bao nhiêu tiền, mình làm bao nhiêu lâu, rồi mình ăn uống, rồi mình phải dành dụm bao nhiêu lâu mình mới được 1 tỷ đồng. Thì cũng như một người đạt được sát na định hay cận định hay kiên cố định đó, đó phải là một ngày một giờ mà họ đạt được cái vấn đề đâu quý vị, không phải đâu. Và giống như con bò mà muốn nó đi cài đó, phải tập cho nó ngày này qua ngày kia cho nó mấy năm trời nó mới chịu đi cài, chứ đâu phải nó dễ nó đi cài. Con người mình mà tập mấy năm trời mới chịu tu, mới chịu tu thiền, chứ đâu phải dễ tu thiền đâu, không phải dễ đâu quý vị. Nhiều khi mình ở trong đây mình nghe Phật pháp nhiều như vậy đó, nhưng mà nói thiền mình cũng còn chưa biết tu được. Cũng không phải dễ. Cho đến lúc nào đó mình phải nói rằng Đức Phật nói trong bài kinh Đại Niệm Xứ, bất cứ lúc nào mình cũng phải chánh niệm tỉnh giác. Thì bây giờ mình tập đó, tập nó được cái này nó mất cái kia, được cái này mất cái kia, được cái này mất cái kia. Mình cố gắng mình tập làm sao mà cho được nhiều để cái tâm mình nó định được á. Thì lúc bây giờ mình có thể sẽ quán xét cái tâm mình, danh sắc mình được. Chứ còn cái tâm mình chưa định niệm thì mình không thể nào quán xét được đâu quý vị. Bởi vì quý vị thấy tính niệm không? Tính niệm là mới tàm quý, vô tham, vô sân, hành xả. Hành xả là cái tâm nó làm cho cái tâm quân bình đó, nó là một cái trạng thái. Rồi mình phải tinh luyện nó thì nó mới làm cho mình quân bình được, chứ không phải là dễ đâu. Rồi tịnh thân, tịnh tâm cũng vậy đó, là một cái trạng thái tu tập lâu ngày rồi nó được cái thân tịnh, tâm tịnh, những cái sở hữu tùy thuộc nó sanh khởi, nó được an tịnh, tâm được an tịnh, không phải là dễ. Như vậy thì chúng ta thấy cái vị chư thiên này nói với Đức Phật, nhưng mà thật sự là chúng ta hiểu rằng cũng giống như bây giờ, quý vị biết khi mà quý sư ở chùa đó, có nhiều người nói trời ơi con thấy sư ở trong chùa buồn quá, sao sư ở được sư, không biết có lẽ là chắc chư tăng ai cũng có bị dễ. Quý vị có nhiều người họ vô đó, họ gặp mình, họ hỏi mình liền, nói trời ở trong chùa buồn vậy, sao con thấy sư bữa nào cũng ở trong chùa, sao sư không đi qua lối xóm chơi. Sư nói sư ở trong chùa rồi mà đi lối xóm chi, nói sao con vô đây con thấy buồn quá mà sư ngồi ở đây vậy hoài vậy hả, sư ngồi trong phòng vậy hoài hả. Thì sư nói coi kinh ngồi thiền rồi nhiều khi ngồi suy nghĩ Phật pháp vậy thôi, nói sao buồn quá mà sư chịu nổi. Thì sư nói sống hoài nó quen rồi. Thì quý vị thấy mình tu tập niệm hoài nó quen, quý vị cũng đi đứng nằm ngồi, người ta không có niệm thì người ta cũng đi đứng nằm ngồi, nhưng mà tâm tham nó sai khiến họ. Còn bây giờ mình nói đi đứng, mình cũng đi đứng nằm ngồi, cũng nói cười vậy, nhưng mình có niệm nó kềm chế cái tâm mình thì mình cũng niệm nó hoài, họ cũng làm hoài thôi, nhưng mà họ làm ác thì mình làm hoài, nhưng mình làm thiện thôi chứ có gì đâu. Nếu mình hiểu vậy, bởi vì tâm nó không có ác thì nó thiện, quý vị. Mà nếu mình nghĩ ác đó, là nó ngu si, là nó bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, lỗi lầm cho ra quả khổ. Còn khi thiện đó, thì cái tâm mình không bệnh hoạn, không khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm cho ra quá vui. Cho ra quá vui thì mình thấy mình sống một mình vui được, mình sống yên tĩnh, mình vui được. Tại vì mình có niệm, mình sẽ thấy vui được, quý vị. Thành ra quý vị hiểu cái tâm thiện và tâm bất thiện nó khác ngược với nhau vậy đó. Tâm thiện thì lúc nào nó cũng nung nấu mình đó, nên ta gọi là tâm bình hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm cho ra quả khổ. Thì chúng ta hiểu như vậy. Như vậy thì trời người đó, khi mà chúng ta hiểu chư thiên mà gọi là thanh tịnh chư thiên, là những vị chư thiên đắc được đạo quả. Còn nếu mà không phải là thanh tịnh chư thiên đó, thì những vị chư thiên nó cũng không thể nào biết được đó. Phàm phu họ không có biết được bậc thánh, quý vị. Mà bậc thánh thì biết phàm phu. Người có học biết người ngu, chứ người ngu không thể nào biết người có học được. Quý vị có đồng ý hay không đó, tùy quý vị. Nhưng mà thật sự đó, thì cái trình độ học vấn và cái người có học thì họ biết được. Còn người không biết chữ thì mình viết cái gì học đâu biết mình viết cái gì đâu. Tại vì họ không biết chữ mà. Nếu mà họ không biết tính toán, mình tính cái gì học cũng đâu biết mình tính sao đâu.
thì nó cũng vậy đó quý vị. À, kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, bài học hôm nay đó thì con xin trình bày với bao nhiêu trình bày như vậy. À, bây giờ thì con nghĩ rằng con cũng xin ngừng lại với bấy nhiêu lời giảng bài học hôm nay. Phần phước độ phát sanh được kính dâng lên chư tôn tăng chia đến tất cả quý vị, xin hồi hướng đến các bậc hữu ân. Bây giờ thì con xin lĩnh lễ cung kính tượng tỏi đẳng điều hợp cho phần còn lại của buổi học hôm nay, và con kính lĩnh lễ với ngài. Sa thủ kính trình thượng tọa pháp đăng, bạch thượng tọa từ sư, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa từ sư đang có mặt ở trước máy và nghe được, xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thì tòa pháp tăng ấy, thì tòa pháp tăng ấy, thành viên thì tòa thiếu siêu có mặt ở trước máy, thì tòa pháp tăng có nghe được không? Nếu thì tòa pháp tăng nghe được, xin thì tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận lưu thiện. Dạ. Thì tòa pháp tăng ấy, khi mà vị chư thiên hỏi Đức Phật là ngài có hoan hỷ không, thì ngài nói rằng này hiện giả, ta được gì mà hoan hỷ? Rồi hỏi ngài có bồ gập, thì Đức Phật hỏi rằng này hiền giả, ta mất gì mà ta buồn rầu? Thì bạch thi tỏ tân có phải là cái vui và cái buồn của chúng ta đó thường nó liên hệ đến cái được và cái mất không? Và khi cái tâm mình nó liên hệ đến cái được và cái mất đó, thì nó có phải là một sự vọng động, nó có phải là một sự vọng niệm hay không? Thi tỏ hoan hỷ giải thích rằng tại sao cái vui cái buồn đó, mà ở đây Đức Phật ngài lại đề cập đến sự liên hệ đến cái được cái mất. Kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Dân Đăng, Thượng tọa Phật Đăng, Tự Viên, Thượng tọa Đức Tề Tri, Đức Tề Đức Sư Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam. Qua cái bài kinh hôm nay đó, thì quý vị thiền đã hỏi Đức Phật vì sao mà ngài không buồn, không vui. Thì cái câu trả lời của Đức Phật, ta được gì hay hoặc là ta mong mỏi gì để ta buồn, hay là ta được gì để ta vui, thì điều đó con nghĩ rằng sự thật trong một cái nhìn chung với một người phàm phu á, thì chúng ta với một cái người phàm phu thường là bị chi phối bởi phiền não, cho nên tâm của mình hướng theo trần cảnh rất là nhiều, từ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, cho đến cái tâm mình suy nghĩ thì luôn luôn có những cái suy nghĩ đến những cái gọi là tư duy bất thiện. Tư duy bất thiện đó là một cái trạng thái tâm vọng động, do tâm vọng động tức là tâm không có cái chánh niệm, không có định tâm, cho nên là vọng động hướng theo các cái trần cảnh, và đó cho nên là với một người phàm phu thì thường sinh những cái trạng thái của nội tâm đó là buồn và vui. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng là cứ mong cầu cái này được, cái kia có, cái nọ có. Và chính vì vậy cho nên là mình vẫn có cái nghĩ rằng đó là cái sự mong ước của mình để nó được thành tựu, mong ước của mình để được cái điều này, điều kia. Và chính vì vậy cho nên là
có một cái trạng thái khao khát. Và ngay cả cái việc mà nó như ý mình, nó như ý mình, tức là mình muốn cái đó được như vậy, muốn được như vậy, cả về cái sự thỏa mãn của các cái giác quan, hay là về sự thỏa mãn, sự thích thú ở trong các cái tâm hướng, cái tâm của mình hướng đến những điều đó. Cho nên là mình nghĩ rằng chính những cái điều đó nó đáp ứng đúng như mình mong muốn, thì cái điều đó nó cũng không bao giờ mà nó bền vững, nó không như ý mình được. Bởi vì mình có cái đó thì mình cảm thấy đó là hạnh phúc. Cho nên cái khía cạnh mà ở trong kinh thường nhắc đến, Phật nói ngũ dục nó có cái vị ngọt, rồi nó có cái sự nguy hiểm, và nó có cái sự xuất ly. Với một người bình thường thì nghĩ rằng nó có cái vị ngọt thôi, chứ ít bao giờ thấy được cái sự nguy hiểm của nó, và thậm chí cũng không có chấp nhận cái sự nguy hiểm của nó, và càng là hơn nữa không có cái cách để xuất ly. Không có cái cách để xử lý. Và cho nên là trong một cái trạng thái là tâm buồn, buồn khi mà không được như ý mình, không có những cái điều đó, hay hoặc là mất mát những cái điều đó, mất mát những cái điều mà mình nghĩ là đó là hạnh phúc, đó là hạnh phúc. Cho nên cái tâm của người phàm phu thì thường là ham muốn, mong muốn cái điều này tốt, cái điều nó có, cái điều kia nó hoàn hảo. Và chính vì vậy cho nên là mình có một cái trạng thái buồn, trạng thái buồn. Rồi cái vui của mình, cái vui của một cái người phàm phu thì khác với là các bậc thánh, đặc biệt là đối với Đức Phật. Thì sự thật ra đó thì mình vui là vui vì mình có được cái đó, có được những cái điều mà mình nghĩ rằng thật sự là thỏa mãn cho chính mình, thỏa mãn cho các cái giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm của mình. Như vậy thì mình nghĩ rằng đó là cái sự thỏa mãn. Nhưng mà rồi đó thì đâu có một cái gì mà nó là như ý mình được, và nó cũng không bao giờ cái gì mà nó bền vững. Và cho nên là mình không bao giờ mà mình có một cái lạc, cái an lạc lâu dài được. Bởi vì cái an lạc lâu dài là cái nó phát xuất từ ở trong tâm của mình. Còn những cái mà mình nghĩ rằng là cái đó nó đáp ứng cho cái sự tham cầu của mình, sự mong muốn của mình, nhưng mà rồi đó thì những cái đó nó có, thì chúng ta cảm thấy đó là hạnh phúc, đó là niềm vui, đó là sự hỷ lạc. Nhưng mà rồi đó thì nó trong một cái trạng thái không bền vững, và nó ở trong một cái trạng thái là luôn luôn hụt hẫng và không như ý mình được. Và do đó cho nên là buồn và vui nó là cái trạng thái của sự thay đổi ở trong tâm lý của mỗi chúng sanh phàm phu, mỗi chúng sanh phàm phu. Cho nên Đức Phật ngài trả lời rằng là ngài sự thật ra đó thì Đức Phật vượt lên cái sự thưa tòa pháp thân, thưa tòa pháp thân Hoa Kỳ, xem lại biết ở trong rung không còn nghe được nữa thưa tòa. Quý Phật tử quan hỷ chờ đợi trong giây lát, dường như là tòa pháp tân thì rất mít kẹt. Xin hỏi thưa tòa pháp tân, thưa tòa có còn nghe được không? Dạ, quý Phật tử quan hỷ chờ đợi trong giây lát nha. Thưa tòa pháp tân đang gặp trục trặc thì đừng đưa mình được.
có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với Thượng tọa Hợp Tân trong một câu hỏi kế tiếp. Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tuệ Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền qua khi cộng đi. Dạ, dạ tôi có con. Thượng tọa Tuệ Quyền, thật ra trong cái câu dịch ở tại đây, trong cái bản dịch đó, thì nó hơi khác với nguyên văn một chút. Khi mà vị Chư Thiên hỏi Đức Phật là Ngài có vui không? Thì Đức Phật Ngài hỏi là ta được gì? Này hiền giả, ta được gì mà vui? Dạ, ta được gì thôi. Mà hỏi là Ngài có buồn không? Thì Ngài nói ta bị mất mát cái gì? Thì Thượng tọa Tuệ Quyền có thấy rằng cái vui, cái buồn trong cuộc sống của chúng ta thường nó gắn liền với cái cảm giác được và mất, có phải như vậy không? Cái tỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền qua nghĩ tiếp theo cái câu trả lời của Thượng tọa Pháp Tân. Cái tỉnh Thượng tọa. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai, và cùng kính lễ đến cho Tôn Đức Tăng, đến Sư Phụ Tỷ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Pháp Đăng, tọa Minh Hạnh, đệ tử Tiểu Tri, đệ tử Đức Sư Nguyên Thông, cùng Chư Tăng kính chào quý Tôn Đức, cùng Chư Phật Tử và kính bạch Thượng tọa. Quả thật như vậy, nếu như cái kiếp hợp trần của chúng ta nghe cả đến các cõi trời cao cũng như nó cũng có điều chuyển qua hai cái trạng thái tâm, tâm vui và tâm không vui, hay là cảm thọ vui buồn, đó là khắp cả nhân thế này nó là như thế. Sở dĩ mà Đức Phật Ngài trả lời ta vui cái gì, ta buồn cái gì ở đây, thì bởi vì Ngài không có bị tác động bởi cái vui cái buồn, bởi cái cảm thọ của vui và cảm thọ khổ, cảm thọ hỷ hay cảm thọ ưu, Ngài không còn bị các cảm thọ đó. Cái tâm của Ngài bởi vì nó xả ly nó một cách cao hơn nữa, thì ta tâm tâm của vị thánh, vị thánh tứ quả thôi là tâm không thiện không ác, thì cảm thọ của các ngài cũng là cũng không vui không buồn, chỉ là một trạng thái bình thường. Cho nên ở đây như chúng ta thấy, Ngài có quan hỷ không? Ta có cái gì hỷ? Rồi có sầu muộn không? Ta mòn mỏi cái gì mà ta phải sầu muộn? Hay là chính Đức Phật đã nói là thật phải này giả so, ta không có sầu muộn và ta cũng không có quan hệ gì, và tâm ta bởi vì tâm ta không có bị dao động. Tại sao tâm không dao động? Bởi vì thiện ác hay là vui buồn ở trong tâm của vị thánh không còn nữa. Cuộc đời này có vui, cuộc đời có buồn. Cuộc đời này hỡi mà thiện tâm sanh khởi thì ác tâm cũng sẽ sanh khởi. Có sanh tử, có sanh và có tử. Có khổ đau thì có hạnh phúc. Đó là hai cái biên bờ đối nghịch nhau. Mà cuộc đời này làm sao một cuộc đời không vui không buồn? Đó mới là trạng thái chúng ta tìm về. Đức Phật Ngài chỉ chúng ta biết không còn cái vui buồn, không còn cái khổ đau, không còn cái sanh tử, không còn cái sự hiện hữu nữa. Là tại sao như vậy? Bởi vì khi vui thì có buồn, khi buồn thì lại càng tầm cầu vui. Mãi mãi chúng sinh là như thế, chết rồi đi tìm cái sanh, muốn tiếp tục sanh nữa, muốn tiếp tục sống nữa thì phải khổ đau. Đó là một chuyện như thế. Cho nên sở dĩ mà Đức Phật khẳng định là ta không có bị chi phối, vì ta không có bị chi phối bởi cái vui buồn, để ta không có, với người có cái tâm sầu muộn, với có tâm quan hỷ thì phải mang. Không quan hỷ Ngài cũng vậy, đối với một vị tỷ kheo mà tu tập tịch diệt hoàn toàn thì các ngài không có vui không có buồn. Hay là ở đời này thì như lời hiểu của thần đó, có vui ắt phải có sầu, có bởi có vui, người tu không vui buồn, nên phải hiểu như vậy, đúng như vậy đó. Nó chỉ là một cảm giác, nó chỉ là một cảm thọ. Nhưng kính thưa quý vị, là một người phàm trần, dầu cho là chư thiên phạm thiên, cho nên tất cả nhân thiên ở cuộc đời này phải đối diện, phải đối diện với cảm thọ đó. Chúng sinh ở các cõi thiền
tuổi thọ rất là lâu, họ hưởng được cái thiền lạc, rồi cuối cùng nó cũng chấm dứt. Bởi vì có cái hưởng được cái hỷ lạc của thiền định, thì rồi cũng sẽ chấm dứt cái hỷ lạc đó, rồi bao nhiêu điều vui nó sẽ mất đi, và tiếp diễn là bấy nhiêu cái điều buồn nó sẽ tới. Đối với bậc thánh khi không còn sanh tử nữa, bởi vì sao? Không còn cái thiện cái ác. Tâm của các ngài là tâm phi thiện phi bất thiện, hay là tâm gọi là tâm tối của kiriya chitta, tức là tâm không có tạo ra hành động cả thiện lẫn ác. Bởi vì cho nên á, nhiều khi á, chúng ta nói là chúng ta tâm hiền, tâm Phật, tâm tu, chúng ta không thể được có được tâm Phật. Chẳng qua là mượn từ mà để nói, coi như là phóng hạ đầu đau lập địa thành Phật, chúng ta quay về để chúng ta trở thành Phật, chứ chúng ta không phải là chúng ta có cái tâm Phật ở trong lòng được. Khi mà người có cái tâm Phật trong lòng, tức là không tâm không động không sầu, tâm tự tại và tâm vô nhiễm, thì tâm này nó chính là tâm của các bậc không còn sanh tử, tâm của các bậc không còn khổ đau, không còn trở luôn cái trạng thái như thế này nữa trong cuộc đời. Cho nên ở đây tất cả chúng ta cũng vậy nữa. Khi nào mà chúng ta cảm thấy chúng ta còn vui, thì cái đó chúng ta cảm rồi, thì chúng ta hãy nhớ rằng rồi bác biết bao nhiêu điều buồn nó sẽ tới. Khi nào mà chúng ta cầm nắm nhìn rồi nó sẽ mất đi. Khi nào mà chúng ta còn ước muốn tầm cầu, thì ngay cái đó là còn biết bao nhiêu cái sự đau khổ, cái sự mệt mỏi, cái sự chấm dứt của chính nó, cái sự không vừa lòng, vân vân. Nó là như thế. Cho nên vì vậy, kiếp con người, mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta phải biết xả ly, chúng ta biết nhàm chán, chúng ta sợ cái sự đổi thay, sợ cái sự biến chuyển của chính nó. Bởi vì khi còn thương yêu thì lo lắng sợ sệt, bực bội, ganh ghét, chứ sự thật ra chúng ta không còn yêu nữa đó, thì không còn giận, không còn hờn, không còn tức nữa, thì cái trạng thái đó nó tiêu diệt. Còn hận là còn giận, mà còn giận tức là ở đó nó còn một cái gì đó cột trói. Còn quá yêu thương, khấn khích cũng đau khổ. Cho nên vượt trên cái yêu thương, vượt trên cái sự giận hờn, là chúng ta có một cái tâm bình thản, hay có một cái xả niệm, thì ở đó chúng ta chưa là một bậc thánh, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị cho những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình, là những gì ta thân thương, những gì ta yêu quý, những gì ta trìu mến, những gì trong tầm tay của chúng ta, rồi một mai xa đi, rồi một mai chuẩn bị ra đi, thì rất là buồn. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhớ Nghĩa Quý Vinh Đệ nó ra đi nhiều rồi. Không có một vị sư Pháp Đệ bệnh rất là nặng. Cho nên khi đó, buổi tối đó thôi, ngồi suy nghĩ, sư Pháp Vinh Đệ ra đi, tự nhiên nhớ tới vị ấy đang bị bệnh. Mình nghĩ rằng với cái bệnh này, nó rất là dễ nguy hiểm, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tự nhiên tâm muốn mình rung động. Bởi vì chúng tôi tu thì có cái tình huynh đệ đó, mình chỉ nghĩ như đó thôi mà tâm mình rút động, mà mình lo lắng sợ sệt vô cùng. Mình nghĩ rằng rồi coi như là người bạn thân chí cốt của mình đã ra đi, sẽ chuẩn bị ra đi, tự nhiên mình cảm thấy nó buồn làm sao. Thì trên cuộc đời này á, và cuối cùng một hồi là chúng tôi mới bình tâm, rồi chúng tôi suy nghĩ thì không đi trước đi sau, chắc chắn phải có sự chia tay thôi. Bởi vì Phật ngày dạy rồi mà, đúng vậy, chúng ta hiện hữu, chúng ta cảm thấy đang khỏe đó, nhưng điều mà bệnh hồi nào cũng hay, thì đó là sự thật. Cứ như lúc mình chợt gặp, mình chợt khởi lên trong cái sự tiếc nuối, trong sự lo sợ, nhưng điều cũng may là chúng ta cũng phải nghĩ rằng à rồi thì thôi, mỗi người có một cái nghiệp, mỗi người có một nghiệp riêng, mỗi người có một cái tuổi thọ, mỗi người có một cái ở đoạn đường đời này, có thể chúng ta đi với người ta một ngày, hai ngày, nhiều ngày, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, và như thế là hết duyên, cùng đi với nhau rồi. Thì như thế chúng ta cứ suy nghĩ, vậy thì nó đỡ hơn là nghĩ rằng à thôi, coi như huynh đệ sẽ sống đến già, đến coi như là đến già rồi cũng còn là huynh là đệ, coi như tiếng huynh tiếng đệ,
tiếng bạn đồng phạm hạnh chí cốt nhau, nói thì chúng ta suy nghĩ một chiều, nhưng có những lúc chợt nghĩ ra, hay là vợ chồng con cái cha mẹ ông bà, tâm tư sự nghiệp, tất cả tình cảm yêu thương gì, điều nó sẽ là như thế. Chúng ta vụt, chúng ta một mai nó vụt mất trời, nó vụt nó mất đi thì chúng ta đau khổ. Những điều mà chúng ta phải nhớ rằng không mất trước thì cũng phải mất sau thôi, chắc chắn là phải chia lìa. Mà người đệ tử với tâm niệm như vậy thì nó sẽ đỡ hơn. Chứ còn đối với cảm thọ, đối với chính Đức Phật, Ngài đã khẳng định Ngài là vô cầu, vô chấp, cứ như là không lo không gì hết, bởi vì tâm của Ngài nó không còn động, cũng không còn sầu, không có vui, không có buồn. Tâm của Ngài là cái tâm nó an nhiên, nó mặc định, bởi vì dầu bất cứ hoàn cảnh nào, dầu bất cứ điều kiện nào, cũng không hề làm sao động tâm của người, đã chứng thánh quả, như là cột cừ đã đóng cứng dưới đất, dù gió bốn phương cũng không lay động như thế nào. Thì đối với cái quả vị chứng đắc của các bậc thánh, hay cái tâm tư của các bậc thánh, nó kiên định, nó vô cầu, nó xả chấp, mà nó an ổn như thế. Dạ. Thì kính bạch thượng tọa, vì vậy cho nên ở trong cuộc đời này chúng ta nghe, chúng ta thấy như vậy là cũng là một thân giáo mà Phật Ngài dạy cho tất cả chúng ta. Ngài không có cái vui, chả có cái buồn, bởi vì Ngài đâu có bị cái sự kết nối, bị cái sự trợ tạo của các pháp thế gian trong cuộc đời này, dạ, để mà tâm của Ngài vui, tâm của Ngài buồn, cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, đối với Ngài nó là không còn nữa, mà chỉ là một trạng thái thọ xả bình thường, không vui không buồn gì cả, nó mặc nhiên ở trong cuộc đời. Đây chính là cái câu trả lời của chính con là vậy. Nếu tôi đi gặp Phật, tôi kính cung kính thượng tọa Nam Mô Bổn Sư. Sa thú kính trường thượng tọa từ quý. Mà thượng tọa từ siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa từ siêu đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thượng tọa Pháp Tân ơi, bây giờ thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thượng tọa hoan nghỉ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thì Tổ Hóa Tân ở trong cái câu trả lời của Thượng Tọa Tuệ Quyền cũng như câu hỏi đầu tiên, thì khi chúng ta nói về thiên, hỏi Đức Phật Ngài có vui không thì Đức Phật đã nói này hiện giả ta được gì, hỏi Ngài có buồn không, này hiện giả ta mất gì. Thì theo Thượng Tọa Pháp Tân, phải chăng là cái vui và cái buồn nó đều là một cái, nói một cái tận cùng, nó đều là trạng thái bị động hết, tức là chúng ta phản ứng đối với cái được và cái mất. Như vậy nó, tại vì thường thường là người ta nghĩ rằng mình buồn là bị động, nhưng mà mình vui là chủ động. Nhưng mà phải chăng là vui và buồn á, nó đều là trạng thái bị động hết, một trạng thái dao động do cái cảnh ở bên ngoài. Nếu chúng ta dựa trên góc nhìn của bài kinh này, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rừng. Theo con nghĩ là bởi vì nếu mà các bậc thánh hoàn toàn giải thoát thì các ngài làm chủ được cái sự chi phối của phiền não ở bên ngoài. Còn với một người phàm phu thì dù là ưa thích hay là không ưa thích, buồn hay vui đó, thì đều là ở trong một trạng thái thụ động, tức là chịu cái tác động vốn là tự nhiên là như vậy. Yeah, chịu cái tác động vốn là tự nhiên. Cho nên là nếu như một bậc thánh thì làm chủ được cái nội tâm, và khi mà các ngài không còn dư sót của phiền não, cho nên các ngài làm chủ được cái nội tâm, thì các ngài đâu còn
phải là sầu muộn buồn vui ở trong đó. Trong khi với một người phàm phu thì mình phải nói rằng mình chịu cái tác động rất nhiều của phiền não, và do nên là khi mà mình gặp cảnh thì thường là bị buồn vui chi phối. Ngay cả những người phàm phu khi mà mình có chánh niệm, mình trực nhận ra đó, chánh niệm và tỉnh giác đó, mình trực nhận ra thì mình cũng có thể là ngăn chặn được cái sự buồn vui đó. Bởi vì nếu như một người tu tập thiền quán là mình cũng có thể nhờ chánh niệm tỉnh giác mà mình có thể nhìn được cái tâm của mình, và mình có thể trực nhận được cái tâm của mình. Và do vậy khi mà cái sự buồn nó bắt đầu phát khởi lên thì cái vị mà niệm về các cái cảm thọ đó, nhờ chánh niệm tỉnh giác thì họ ghi nhận được cái sự cảm thọ đó, biết được cái sự cảm thọ đó, thì ngay lúc đó cái tâm của họ cũng có thể là ngăn chặn được. Mặc dù là sự ngăn chặn đó cũng là ngăn chặn của sự tạm thời mà thôi, nhưng mà lúc nào mà chúng ta có cái chánh niệm tỉnh giác được thì có lẽ là mình trong cái phản khắc đó mình đã ngăn chặn được cái sự buồn vui đó. Giống như là ở trong kinh Pháp Cú, Phật có dạy là chế phục được nhãn căn, hay là chế phục được nhĩ căn, chế phục được tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Thì khi mà mình chế phục được thì mình dột ra khỏi cái sự khổ sở. Mà để chế phục được thì nếu mà mình nói ở trong cái nghĩa tạm thời, thì ở trong mọi khoảng cách, trong mỗi lúc mà mình trực nhận được cái tâm của mình bằng cái sự chánh niệm và tỉnh giác, thì ngay lúc đó mình có thể là tạm thời ngăn chặn được cái sự buồn vui đó. Bởi vì mình có gọi là niệm thọ, hay là niệm được các cái sự cảm thọ, ghi nhận được các cái sự cảm thọ, thì mình cũng có được cái sự an lạc nào đó ở trong cái đời sống tu hành của mình. Còn nếu mình nói rằng là tôi nghĩ rằng đối với một cái người như các bậc thánh, đặc biệt là các bậc thánh A-la-hán, vì các ngài không còn phiền não nữa, cho nên là cảnh đối với các ngài như là một trong nước đổ lá sen, nó không có cái để mà tạo nên cái sự cảm thọ vui buồn, cảm thọ vui buồn dù là cảm thọ thuộc vật chất hay là không thuộc vật chất, nó thuộc về tâm lý, nó thuộc về cảnh ở bên ngoài hay là từ ở nội tâm. Thì con nghĩ rằng đối với các ngài, do các ngài đã làm chủ được, không còn những cái phiền não đó, cho nên cái trạng thái các ngài vô buồn mà không còn. Thì con nói rằng theo cái nhìn mình ở bên ngoài đó, mình nghĩ là những cái gì mình vui đó thì rõ ràng là mình có cái mình hoàn toàn là tích cực, hay là hoàn toàn là chủ động ở trong cái vui đó. Nhưng mà cái sự chi phối của phiền não đó, nó làm cho mình vui thích như vậy thôi, chứ không phải là mình chủ động. Bởi nếu mà mình chủ động được thì có nghĩa là mình đã làm chủ được cái nội tâm của mình. Còn ngay cái sự buồn thì mình nghĩ rằng cái cảnh nó đưa đến, tại sao tôi buồn, tại sao tôi buồn cái cảnh này hoặc là cảnh nọ, thì nhìn vào thì giống như là một cái sự thụ động trước một cái vô hạn của một cái điều mà sự chi phối của phiền não. Sự thật ra thì những cái trạng thái đó là những trạng thái mà theo con nghĩ rằng là những cái trạng thái mà mình không làm chủ được chính mình, và đó là một trạng thái của thụ động, dù là vui hay là buồn. Trong khi các bậc thánh thì các ngài, đặc biệt là bậc thánh hoàn toàn giải thoát, thì các ngài đã lìa rồi, lìa được những cái phiền não, vui buồn nó không là cái gì hết đối với các ngài, giống như nước mà đổ lá sen. Còn với một người phàm phu thì thường là giống như nước mà chúng ta đổ vào trong một cục bông gòn, thì nó có những cái sự thấm ngâm tẩm, thấm ướt ở trong đó, và do đó thì mình ở trong một cái trạng thái hết sức là bị động ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và quý vị thấy rằng là nhiều khi nói rằng là mình được cái sự an lạc
cái an lạc do cái nội tâm mình được an lạc là khi mà mình có chánh niệm tỉnh giác, rồi mình có cái sự quán chiếu, thì có lẽ là trong một khoảnh khắc nào đó thì mình cũng có được cái sự an lạc đó, do mình đã trực nhận được cái người mà thường đó là mình buồn, do mình không có khéo tác ý, cho nên là khi gặp cảnh á, thì mình buồn, hoặc là không khéo tác ý thì khi gặp cảnh á, thì mình vui, mình thích ở trong cái cảnh đó. Ví dụ như người ta nói cái điều gì, người ta làm cái điều gì mình buồn, thì khi mà mình buồn như vậy đó thì tức là mình không làm chủ được chính mình. Thì ở trong kinh Pháp Cú ví dụ giống như là cái vần trớn của chiếc xe mà nó đang lao xuống dốc, và mình không có cái kịp phanh lại, không có kịp thắng lại, thì nó sẽ lao xuống dốc, như là cái việc mà mình không làm chủ được chính mình là như vậy. Nhưng mà đối với các bậc thánh thì các ngài làm chủ được các cái sự cảm thọ, các ngài không có phải gì vậy mà buồn, cũng không phải gì vậy gì đó mà các ngài vui, cho nên là vượt ra khỏi những điều đó. Còn trong khi với những người phàm phu thì nếu như một người có tu tập thì cũng trực nhận được, nhận chân được cái sự diễn biến của sự cảm thọ, thì ít nhiều cái vị hành giả đó, người đó họ có thể nhìn thấy cái tâm của mình để ngăn chặn được cái cảm thọ vui buồn nó liên quan với các cái trần cảnh ở trong cuộc đời này. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ và cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Kính Thượng Tọa trở lại. Sa thủ ký trình Thượng Tọa Pháp Tân. Một lần nữa xin được hỏi là không biết Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu nghe được, xin Thượng Tọa quan hệ cho biết. Dạ vâng. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, ở trong bài kinh này có một đoạn ấy, mà Đức Phật ngài dạy rằng cái sự vui thích ấy, thì nó sanh ra từ cái sự sâu bổn, và sự sâu bổn nó sanh ra từ sự vui thích. Như vậy phải chăng cái bản chất của cảm thọ vui, cảm thọ buồn đó là bản chất đàn hồi phải không? Tức là nó đi qua bên này thì nó phải đi lại bên kia, giống như quả đất đồ hộ. Tức là nó có vui phải có khổ, khổ có vui. Phải chăng đó cái khuyết điểm của cảm thọ có đúng như vậy không? Xin kính thưa Thượng Tọa Hoa Kỳ giảng cho điểm này. Thính Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thường quý Phật tử, quả thật như vậy, ở trong cuộc sống của chúng ta cái cảm thọ vui buồn nó mang cái bản chất đàn hồi. Vui rồi ác có buồn, buồn rồi thì lại vui. Nếu ví dụ giống như là cái quả lắc đồng hồ hay là cái trái banh mà họ đá vào cái bức tường phía kia, khi mà nó chạm phải cái tường thì nó hồi lại, và khi nó hồi lại nó đụng phải bức tường phía này thì nó chạy qua, nó ném qua phía kia gì đó. Trong cuộc đời của chúng ta, ngày nào mà chúng ta không để cho cái tâm bị thụ động như vậy đó,
bị động như vậy thì lúc đó mới thật sự được gọi là an lạc. Ở đây khi mà nói đến điểm này đó, thì chúng ta cũng nhắc lại cái bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy về tám pháp thế gian. Vui khổ đặng mất vinh nhục, khen chê vui khổ đặng mất vinh nhục. Khi mà được khen thì mình vui, mà bị chê thì mình khổ. Hễ mà mình còn vui khi mà được khen đó, tất nhiên là khi bị chê mình sẽ buồn. Người nào mà được khen mà vui đó, thì lúc mà bị chê thì ắt buồn. Được danh là vui, hãy vui được danh thì tất nhiên sẽ buồn khi bị mất danh. Được lợi thì vui, đương nhiên là khi mất lợi thì buồn, cứ như vậy thôi. Vì tâm nó có phải có một cái đối tượng để nó phản ứng. Thế mà nó phản ứng vui khi mà gặp thuận cảnh thì tất nhiên khi mà gặp nghịch cảnh thì cái phản ứng nó sẽ là buồn. Thì bây giờ làm sao mình tu tập để mình nhìn thấy cái đối tượng không còn là thuận hay nghịch, thuận ứng hay nghịch ứng, mà mình chỉ thấy, khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi cảm nhận chỉ biết là cảm nhận, khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ thôi. Không thấy có tôi được tôi mất, tôi được tôi bị, thì trong trường hợp đó mới không có cái sự khổ, mới không có sự khổ. Thì cái ý nghĩa này chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị đại khái là như vậy. Xin thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sao thú kinh trình Thư Tạo Tổ Sư. Bất Thư Tạo Tổ Sư, khi một vị tôn giả hỏi Ngài Xá Lợi Phất là có chăng một thứ hạnh phúc không có cảm thọ, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới dạy rằng chính vì không cảm thọ mới là hạnh phúc. Dựa trên cái câu đó Ngài Xá Lợi Phất, ở đây chúng ta hỏi thêm một câu nữa là cái hạnh phúc của Đức Phật có phải là một thứ cảm thọ không, dù là thọ xả. Ví dụ như ở đây hỏi là Ngài có vui có buồn, Ngài nó không vui không buồn, thì cái không vui không buồn của Đức Phật đề cập đến đây có phải là một thứ thọ xả hay không, hay là một thứ hạnh phúc không có cảm thọ? Xin kính thưa Thượng Tọa hoan hỷ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái chuyện mà cảm thọ của Đức Phật ở đây trong bài kinh này không vui không buồn nữa, cái chuyện đó nó khác
cái trường hợp mà hạnh phúc của Niết Bàn là khác, cái mà không còn cảm thọ nó khác nữa, nó không có liên quan gì ở đây. Bởi vì hiện tại khi mà Đức Thế Tôn Ngài còn hữu dư y Niết Bàn đó, tức là đối với ngũ uẩn vẫn còn diễn biến. Ở trong ngũ uẩn đó có thọ uẩn diễn biến, nhưng mà thọ uẩn này chỉ là khởi sanh ở trong cái tâm quả và tâm tố kriya hoặc là quý ba cát của bậc A-la-hán thôi. Nhưng mà ở đây đó, trong cái bài kinh giữa cái sự đối đáp như vậy nè, thì cái trường hợp này nó không phải là một cái cảm thọ vedana thông thường. Bởi vì Đức Thế Tôn Ngài vẫn sử dụng cái tâm tố thọ hỷ sovanasasahagata, chứ không phải là Đức Phật Ngài chỉ xài upekha sahagata, không phải là chỉ xài cái tâm thọ ác không. Nhưng mà trong trường hợp này đó, cái sự cái gọi là nandasi vui và sojasi chữ si ở đây là chúng ta phải hiểu được với chữ asi. Asi nandu asi gọi là nandasi, sojo asi gọi là sojasi. Sojasi là ngài, asi là ngôi thứ hai, là ngài có vui có buồn. Thì cái ở đây chữ nandu và cái chữ sojo này đó mà chỉ là cái trạng thái tâm, chứ không phải là cái trạng thái cảm thọ. Bởi ở đây chúng ta cần phải lưu ý cái từ ngữ. Và khi mà hỏi Đức Phật, vị thiên tử đã hỏi Đức Phật là ngài có ngài vui không, tức là ngài có thỏa thích bằng cái tâm tham không đó, còn hỏi ngài có buồn không, tức là ngài có cái sự sầu buồn bằng cái tâm sân không đó, tức là nó liên hệ đến vấn đề chitta-pa-đá là tâm sân khởi, gọi là tâm sân, nó liên hệ đến tâm đó. Cho nên ở đây đó, cái sự không vui không buồn trong trường hợp này, cái câu mà nói rằng là đi quá nan đá xí na chá xô chá xí tê nê sa ma đá, thưa sa môn, vậy thì ngài không có quan hỷ không có sầu muộn, tức là chỉ cho cái trường hợp là ngài không có hỷ tham và không có sân ưu. Cái chữ nando nanda một gì rồi ngày hôm qua hôm kia gì chúng ta có học cái từ gọi là nandiraga là hỷ tham đó, là bây giờ lấy cái chữ đầu thôi. Thì khi đó Đức Phật Ngài khi hỏi Ngài, vậy thì thưa Sa Môn, ngài không có quan hỷ không có sầu muộn,
Thì Đức Phật lại trả lời: Eva Mauso, thật là như vậy này hiện giả. Thì rõ ràng là ở đây trong nội dung của bài kinh này, cái vấn đề cảm thọ nó là vấn đề phụ thuộc, không có đặc biệt là nói về cảm thọ, mà nói về tâm sanh, nó liên quan đến cảm thọ thôi. Thì tâm ở đây đó, chúng sanh khi được thì khởi lên hỷ vui, mà trong cái vui đó là vui của tâm thân. Mất thì họ buồn, buồn của cái tâm sân. Chúng ta lưu ý, Đức Phật Ngài không vui không buồn có nghĩa là Ngài không còn tham, không còn tham thích, và không còn cái sự phiền muộn do cái tâm sân nữa. Ngài không còn cái tâm sầu ưu, và Ngài cũng không còn cái tâm ham thích nữa. Đó là ý của cái bài kệ, của cái bài kinh ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thường gọi danh đẳng vượng điều. Nam mô Bụt Thầy. Sao tôi kích trừng thì tôi thật sự để thỉnh thật sự đi nghỉ. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có bật trước máy và Sư Nguyên Thông có nghe được không? Sư Nguyên Thông, cuộc sống ngày nay đó có rất là nhiều cái môn giải trí, và người ta thường đặt ưu tiên rằng làm sao để cho thành công, làm sao để cho mình được vui vẻ. Nhưng mà với cái tuổi đời và với cái sự sống trong Phật pháp của Sư Nguyên Thông á, Sư Nguyên Thông có thấy rằng một khi mà mình sống trong cuộc sống mà mình chạy đuổi theo nhiều niềm vui, chạy đuổi theo sự thành đạt, thành công nhiều quá, phải chăng nó cũng hứa hẹn là nó cũng mang lại chúng ta nhiều buồn phiền đó. Tại vì ở đây chúng ta thấy rằng hễ có vui thì có khổ, mà cái khổ nó đến từ cái vui, cái vui đến từ khổ. Sư Nguyên Thông có nghĩ như vậy không? Xin thỉnh nguyện thầy đi chiếu Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con sư phụ góp ý kiến cho câu hỏi. Kính thưa sư phụ, đối với những người bình thường đó, thì họ có cái mục tiêu ở đời đó là họ đeo đuổi những điều mà họ cần đeo đuổi để đạt được điều này điều nọ. Nhưng mà kính thưa sư phụ, là những người tu hành chúng ta, là tu hành của chúng ta là không phải là để đạt bất kỳ cái gì, mà chúng ta tu hành là để xả bỏ tất cả. Như vừa rồi sư bá cũng như sư phụ có nói là, hay là nhắc lại cái câu của Ngài Xá Lợi Phất đó, là không có đạt cái gì cả, không có cảm thọ cái gì cả mới đều là cái chân hạnh phúc. Là vì những người mà tu hành khi mà thấy được chân lý rồi đó, thì người đó sử dụng cái trí tuệ của mình, và chính cái trí tuệ của mình thấy biết, chứ không phải là cảm thọ. Cảm thọ là cái cảm thọ của thân và cảm thọ của tâm, là để có cái hỷ tham hay là cái sân ưu gì đó. Nhưng mà cái này cái thấy biết, khi mà một người hành giả đã thấy biết, là khi mà thấy biết rồi, tức là người hành giả đó đã có thể nói là lão luyện trong Phật pháp, hay là đã chứng những cái đạo quả sơ nhị tam tứ đạo. Vì vậy cho nên là người hành giả đó sẽ không còn đeo đuổi một cái bằng cấp hay là tiền bạc hay là tình yêu hay là địa vị, mà người hành giả đó để sống. Vì vậy cho nên con nhớ lại cái câu nói của Ngài ông vua Suddhodana và lời trả lời của Đức Phật Thích Ca. Ngài nói là cái vụ mà ăn ở giàu sang trong cái cung đình đó, thì đó là cái truyền thống của Đức Vua. Còn cái người cái giữ mà khất thực là cái truyền thống của những vị chánh biến tri, những của vị tu sĩ. Vì vậy cho nên cái người mà không có sở đắc cái gì,
không có sở hữu cái gì đó, và không có yêu, không có mong muốn cái gì, thì cái người đó là thật sự là một người hạnh phúc. Kính thưa sư phụ, đó là những câu góp ý của con đối với câu thảo luận số 5, là phải chăng trong cuộc sống ngày nay người ta chú trọng quá nhiều về sự thành đạt vui thú trong khuynh hướng này để dễ dàng tạo nên những xáo trộn vui buồn, bởi vì quá vui thì sẽ quá khổ. Đó, con xin trả lời như vậy. Và xin vì là một chúng sanh vô minh cho nên những lời nói của con có nhiều thiếu sót. Con xin thỉnh cầu sư phụ trở lại mai và giảng giải thêm những điều mà con vừa nói chưa được đủ và không đúng. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú, xin trường sư Nguyễn Thông. Thưa quý Phật tử, còn ít giây phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp theo lời của Chư Tăng, là cho dù chúng ta là ai, mang cái khuynh hướng như thế nào trong đời sống, thì chúng ta nên học điều này từ ở trong Phật Pháp đó. Đó là trong cuộc sống sự vui buồn nên ở mức vừa chừng vừa phải. Cái vừa chừng vừa phải đó Đạo Phật gọi là Upekkha, mà chúng ta thường hay dịch là tâm hành xả, nhưng mà thật ra cái chữ chính là sự quân bình. Quá vui thì đã tạo nên quá buồn. Cái gì mà nó quá đà quá độ đó thì thật ra nó dẫn chúng ta nhiều cái xáo trộn lắm. Có sống trong cuộc đời và có chịu khó nghiền ngẫm, nhất là chúng ta học Phật Pháp rồi đó, thì chúng ta thấy cái gì nó vui chừng nè, thì thật ra nó sẽ tốt cho đời sống hơn. Lấy một cái ví dụ là ở trong vấn đề sức khỏe đó, người ta cũng có lời khuyên chúng ta rằng cho dù mình ăn gì ngon á, nhưng mà đừng có ăn cái gì nó quá nhiều, hay là thuốc mà nó tốt mà nó uống quá nhiều nó cũng dư thừa. Cái thiếu đó cũng là bệnh, mà cái dư nó cũng là bệnh, nhưng mà thường thường thì cái thiếu nó ít bệnh hơn cái dư nó hay bệnh nhiều lắm. Nhưng mà không may chúng ta đó là cái gì mà chúng ta muốn thì chúng ta muốn nhiều lắm, muốn quá đà quá độ, thì cái quá đà quá độ đó nó tạo cho chúng ta nhiều sự xáo trộn trong đời sống lắm. Rồi xưa nay chúng ta nghiệm thấy một điều rằng đời sống của các bậc thánh được ghi lại ở trong kinh điển hay là ở trong cuộc sống hàng ngày đó, cái người mà sống mà cuộc sống tương đối là tốt đó, là có cái chừng mực ở trong cảm xúc. Không may cho chúng ta là cuộc sống bây giờ thì người ta hay chú trọng đến cái gì đó mà đạt đến cái mà chúng ta gọi là cao trào, hay là đạt đến cái sự thăng hoa cao độ. Nhưng mà thật ra thì dù ngôn ngữ nào đi nữa thì người ta cũng nói đến một cái sự quá độ của cảm xúc. Cái quá độ cảm xúc đó, nó dễ khiến cho chúng ta đi đến cái chỗ mà làm cho đời sống trở nên vô cùng xáo trộn. Và chúng ta cũng nhớ rằng khi mà mình vui quá, mình buồn quá đó, thì đó là một sự bị động. Đó là sự bị động. Một cái câu ở trong kinh nói về hạnh phúc đó, là ở đâu có dao động thì ở đó không có khinh an. Không có dao động, càng ít dao động thì nó càng có khinh an. Câu nói đó có thể là chúng ta mất cả một đời mình đó. Cả một đời mình mới có thể hiểu được tại sao không có dao động nữa, không là kinh an. Chúng ta nhớ Hòa Thượng Hữu Giác, Hòa Thượng hay nói về một cái thí dụ. Hòa Thượng nói rằng mình mà không có tu tập đó, không chịu tu đó, thì cái tâm mình giống như cục bột vậy đó. Người ta muốn nặng vuông thì vuông, nặng tròn thì tròn. Thì người ta muốn mình vui hí hửng lên thì họ khen mình,
còn họ muốn mình buồn, mình khổ, họ chê mình, họ đả phá, họ công kích, họ nói xấu mình. Và mình tưởng tượng trong cuộc đời này đó, mà cái tâm của mình nó cứ bị chao đảo bởi cái chuyện mà lời khen tiếng chê, bởi cái mà người ta muốn mình vui, người ta muốn mình buồn. Thật sự mình chết rồi, thật sự chết rồi. Quý vị thấy rằng chúng ta rất là dễ bị tác động, chúng ta rất là dễ bị điên đảo. Và tại sao chúng ta dễ bị tác động, dễ bị điên đảo? Là tại vì tâm của chúng ta dễ bị chi phối, đơn giản như vậy. Và một lúc nào đó đó, thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng nếu cái tâm của chúng ta không khéo gìn giữ đó, thì nó giống như một vết thương mà không được bị băng, không được băng bó vậy đó. Nó không được băng bó thì người ta đụng vào đóng đau rồi, mà dơ những cái bụi vào thì nó cũng bị dễ nhiễm trùng. Và khi nó nhiễm trùng thì nó hành hạ chúng ta. Thân phận của chúng ta đôi khi rất là tội nghiệp. Dạ, có những cái thí dụ mà Đức Phật ngày dạy có một lần ở vương xá đó. Buổi tối có cái tiếng con giả can, tức là con chó rừng nó tru. Dạ, Đức Phật hỏi chư tỳ kheo rằng: này chư tỳ kheo, có nghe tiếng chó nó tru lên không? Thì chư tỳ kheo nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, có. Thì Đức Phật ngài dạy rằng con chó nó tru đó là con chó nó bị bệnh ngoài da rồi. Và khi bệnh ngoài da đó thì khi trời lạnh đó, thì nó chẳng những nó ngứa ngáy mà nó đau, nó nhức. Và khi đau nhức thì nó tru lên, tiếng tru nghe nó rất là thống thiết. Thì Đức Phật cũng dạy cũng vậy, một vị tỳ kheo sống mà để cái tâm bị chi phối bởi danh lợi, bởi được mất hơn thua đó, thì cũng sẽ khổ như vậy. Và khi nào mà mình đêm dài mình trằn trọc, khi nào đêm dài mình cảm thấy đau khổ bởi vì lời khen tiếng chê, bởi vì được mất, bởi vì hơn thua, ăn không ngon ngủ không yên, thì chúng ta nhớ thân phận chúng ta giống như ghẻ. Bởi vì có khi nào thấy con chó hoang mà bị ghẻ đó, thấy tội nghiệp lắm. Nhưng con chó hoang bị ghẻ ban ngày thì đỡ, ban đêm trời lạnh đó, và mùa đông nó lạnh, nó lạnh thì nó khó chịu. Dạ, nó khó chịu. Và cái khó chịu đó đó thì nó làm cho khổ sở. Chúng ta cũng vậy. Ở trong cuộc sống này, tâm của chúng ta không được tu tập, không được phòng hộ và không được soi sáng bởi Phật Pháp. Thì thưa quý vị, trước cái được và cái mất thì chúng ta vui hoặc buồn. Và trong cái vui đó đó thì thật sự nó không có hào hứng như chúng ta nghĩ. Nó không có thú vị giống như chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta nhớ hồi nhỏ, có khi đọc câu thơ nghe cũng rất là hay của Công Trứ là: quý phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Nghe hay quá. Đời sống này có trung duyên, có chìm nổi đó, thì đời sống mới thú vị. Nhưng mà cả học Phật Pháp đều thấy rằng thực ra cái câu nói là câu nói của thế gian thôi. Chứ từ trong góc trinh của Phật Pháp thì cái tâm của mình nó càng chìm nổi, ba chìm bảy nổi với cái vui cái buồn, thì nó có thú vị như chúng ta nghĩ đâu. Nó là nỗi đau muôn thuở. Dạ, nó là nỗi đau muôn thuở. Chúng ta cứ nhìn nhớ hình ảnh ngày Hòa Thượng Hậu Giác hay dùng đó là mình, cái tâm mình giống như cục bột ấy. Người ta muốn nặng buông thì nó buông, nặng tròn, tròn nặng méo khéo. Hay hoặc giả là mình thấy trong cuộc đời này, người ta muốn mình vui á, thì họ khen mình vài câu cho mình nở mũi, mà người ta mới buồn. Họ chê, họ mạ lị mạc sắc nói xấu mình cho mình khổ. Thì thật sự nó có hạnh phúc gì đâu. Nó có hạnh phúc gì hết. Mình nghĩ là hạnh phúc nhưng mà nó không có hạnh phúc. Thật ra chúng ta là con Phật. Dạ, làm gì làm nhớ lời Đức Phật dạy. Dạ, nhờ Đức dạy. Đức Phật dạy khi mà vị chi vi hỏi rằng ngài có thích thú, có vui thích không? Ngài nói được cái gì này hiện giả. Hỏi ngài có ưu sầu không? Hỏi mất cái gì? Rồi vị này mới nói là mong là như vậy. Thì Đức Phật ngài dạy rằng ngài không có vui, ngài có buồn. Và ngài sống một mình đó, thì ngài sống một cái rất là tự tại, chứ ngài không có sống một mình bằng cái vui cái buồn. Và chúng ta nhớ một điều rằng có nhiều người sống một mình nhưng mà sống trong cái vui nó khác, sống một mình mà sống với tâm thanh thản nó khác. Và đây là những điểm mà thật ra không phải dễ. Chúng ta có thể phải sống một đời
chúng ta phải sống rất nhiều, phải suy nghĩ rất nhiều, phải hiểu rất nhiều, phải học rất nhiều, thì chúng ta mới thấy rằng một cái tâm ít bị chi phối, tâm ít bị tác vào động mới thực sự là cái tâm an lạc, chứ không phải tâm quá vui, tâm quá buồn đó là tâm an lạc như chúng ta nghĩ đâu. Thì bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Thắng Pháp và vị giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Sư. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay tại đây. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Già. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn nguyên sư cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, huân thu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Già. Dạ con kính bạch quý ngài và kính thưa đạo tràng, rồi chúng ta sẽ thay đổi giờ sinh hoạt vào ngày 7 tháng 11 năm 2021, lý do là đổi giờ ở bên Mỹ, nên ở tại bên Mỹ thì sẽ sớm hơn nửa tiếng, tức là 9:30 sáng. Ở Việt Nam thì trễ hơn nửa tiếng, là 10:30 đêm. Dạ con kính mạch quý ngài và kính thưa đạo tràng để quý ngài và đạo tràng hoan hỷ nhớ giờ. Dạ bây giờ thì con thành kính tri ân quý ngài và kính cảm ơn đạo tràng, con xin phép được xuống mít ạ. Con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa.